giới tịnh hảo kama vachara kiriya chittani. Chánh văn mười bảy so manasahagatang nhà nasambadutang asang kharikang ekang. Mười tám so manasahagatang nhà nasambadutang asasang kharikang ekang. Mười chín so manasahagatang nhà nasambadutang asang kharikang ekang. 20 so manasahagatang nhà na vipajutang sasang kharikam ekang. 21 upekha sahagatang nhà na sambajutang sasang kharam ekang. 22 upekha sahagatang nhà na sambajutang sasang kharikam ekang. 23 upekha sahagatang nhà nắp quyết ba dút tăng sát sang ca rít căng e căng. 24 úc bếc ca sa gia tăng nhà nó quyết ba dút tăng sát sang ca rít căng e căng tỷ. Ý ma ní a tha tí sa hề tú cá ca ma quá chá rá quyết gia chít ta ní na má ít e dăng sắp bát tha Pichatu visati visati sahi tuka kama vachara kusala vipaka kriya chitta ni samatta ni. Một, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ. Hai, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Ba, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. 8. Tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. Những tâm này là tâm duy tác dục giới hữu nhân. Như vậy, tổng cộng có tất cả 24 tâm dục giới tịnh hảo hữu nhân, gồm tâm thiện, tâm quả và tâm. Lưu ý, thứ tự trong chánh văn Pali ghi từ 9 tới 16 theo lượt kê 24 tâm dục giới tịnh hảo. Bản dịch ghi từ 1 tới 8 là thứ tự riêng trong đề tài tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Chú thích: cũng như tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm duy tác dục giới tịnh hảo được chia làm 8 dựa trên 3 yếu tố: thọ hỷ hay thọ xả, hợp trí hay ly trí, vô trợ hay hữu trợ. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo là tâm hành xử của chư vị A-la-hán đã đoạn tận phiền não. Kể cả Đức Phật toàn giác, giống như tâm thiện dục giới tịnh hảo, đây là thứ tâm đa nhiệm của các bậc không còn lậu hoặc. Ngoài những lúc nhập thiền, các ngài sử dụng tâm duy tác dục giới tịnh hảo cho những sinh hoạt hàng ngày, kể cả hạnh nguyện độ sanh như thuyết pháp, hợp tăng, khất thực, trì bình. Sự trình bày tâm duy tác dục giới tịnh hảo cho chúng ta biết nhiều về tâm thái của chư vị thánh nhân hoàn toàn giải thoát. Một điều rất khó hiểu hết đối với phàm nhân. Thuật ngữ kiriya chitta ở đây dịch là tâm duy tác, mang ý nghĩa là chỉ có hành động nhưng không có quả báo. Dịch như vậy không hoàn toàn ổn thỏa. Khi định nghĩa các tâm duy tác vô nhân có nghĩa là chỉ làm việc máy móc chứ không tạo quả.
Hết nha chị ơi. Cảm ơn con Như Pháp. Nghe chưa cô Như Pháp? Để con xin đọc lại ạ. Thuật ngữ ký ý giá, tiết tá ở đây dịch là tâm vi tá, mang ý nghĩa chỉ có hành động nhưng không có quả báo. Dịch như vậy không hoàn toàn ổn thỏa khi định nghĩa các tâm vi tác đương nhân có nghĩa là chỉ làm việc máy móc chứ không tạo quả. Ngày xưa, nhà tình sự dịch ký sĩ giá chiếc tá là tâm hạnh hay tâm đại hạnh để cho hành xử của các vật ứng cúng, chữ hạnh rất đẹp đó, giống như trong hạnh nguyện. Chỉ sống vì cuộc đời không vì tự ngã. Nhưng chữ này cũng lấn cấn với tâm duy tác vô nhân nói trên. Về sau này, Ngài chọn chữ tâm tố, chữ tố cũng để chỉ cho hành động đơn thuần như tố nhân là làm người. Trên phương diện văn tự thì chữ này có thể nói là gần nhất để dịch từ dựng ký ví giá. Giáo trình này chọn chữ tâm duy tác thay vì tâm tố vì dễ nhớ, dễ hiểu hơn đối với phần đông. Hai thứ tâm duy tác. Có thứ tâm duy tác vô nhân chỉ đóng vai trò cơ năng là hai tâm kháng ngũ môn và tâm kháng ý môn mà phàm hay thánh đều có. Tâm sinh tiếu cũng là tâm duy tác vô nhân. Các tâm duy tác hữu nhân có vai trò xử lý cảnh của bậc vô lậu. Phiên tám tâm duy tác dục giới hữu nhân có thể nói là đóng rất nhiều vai trò. Chữ dục giới ở đây chỉ để nói là thứ tâm không thuộc về thiền sắc và thiền vô sắc, còn hạt như mầm đã chết. Tâm phàm phu hay các bậc thánh hữu học, khi xử lý lý cảnh dùng bằng tâm thiện hay tâm bất thiện đều tạo quả nếu gặp điều kiện thích hợp, bởi vì còn nằm trong dòng cương tỏa của vô minh và ái. Chư vị vô lậu ứng cúng vì không còn vô minh và ái nên tất cả hành xử đều không tạo quả tốt xấu. Tất nhiên các ngài không làm những việc bất thiện như sát sanh, trộm cắp. Ngay cả khi có làm việc lành như thuyết pháp, lễ Phật cũng không tạo quả tốt. Pháp sư Giác Chánh đề cập điều này dùng thí dụ như hột bắp đã luộc trước khi phơi khô, có gieo xuống thì cũng không mọc cây bắp khác vì mầm đã chết. Kinh Pháp Cú có Phật ngôn mô tả điều này như chim trời rời ao hồ không để lại dấu vết. Những trạng thái thọ hỷ, thọ xả, hợp trí, ly trí, vô trợ hữu trợ trong tâm của các bậc ứng cúng cần được hiểu là rất tế nhị, không giống như thường tình. Thọ hỷ và thọ xả. Các bậc hoàn toàn giải thoát chẳng có tâm thọ hỷ như sự hân hoan, rất tế nhị, không nên hiểu theo cách phấn khích của phàm tâm. Tâm thọ xả, điềm đạm của các ngài là thứ tâm trưởng thành, không còn dị cảnh chi phối, rất khác với sự vô tư lự của phàm phu. Rất nhiều trường hợp ghi lại tâm thái của tôn giả Sariputta khi cảm kích trí tuệ siêu diệt của Đức Phật hay một vị A-la-hán quan hỷ với sự tịnh lạc của đời sống sa môn so với hạnh phúc cung đình của thời còn là một dương gia. Các ngài quan hỷ nhưng không mang sự phấn khích thường tình, hợp trí và ly trí. Thời Đức Thế Tôn tại thế có vị giáo chủ đạo trên là Lý Ganh Thá,
Nataputta tuyên bố là trí tuệ siêu đẳng của mình luôn hiện hữu cả ngày lẫn đêm. Đức Phật dạy một bậc đại giác chỉ dùng trí khi cần chứ không phải trong toàn thời gian đi đứng nằm ngồi đều dùng đến. Thí dụ một người rất giỏi tiếng Pháp không phải cả 24 giờ đều dùng khả nói tiếng Pháp trôi chảy. Chính vì vậy, chư vị A-la-hán có những khoảnh khắc dùng tâm ly trí nhưng không có nghĩa là thiếu trí. Vô trợ hay hữu trợ? Phản ứng nhanh chậm của các vị vô lậu giải thoát không thuộc tâm mạnh hay tâm yếu, hoặc cần tác động hay không cần tác động. Đơn giản là có những việc cần suy xét, có những chuyện Đức Phật trả lời sau 3 lần thỉnh cầu không có nghĩa là Ngài suy nghĩ chậm. Thí dụ câu Như Lai nói Pháp cẩn trọng chứ không phải không cẩn trọng. Phật giữ, Phật tri, Thánh giữ, Thánh tri. Cho dù có nhiều chi tiết được trình bày nhưng không có nghĩa gì vậy, phàm nhân có thể biết rõ tâm thái của các bậc hoàn toàn giải thoát. Có thể tạm thí dụ một em nhỏ trong gia đình đông con rất khó hiểu hết tâm trạng của bà mẹ với tình thương chan hòa. Giai tầng nào hiểu giai tầng đó, ngay cả các bậc thánh tầng thấp không hiểu rõ tâm các bậc thánh tầng cao hơn. Một người có thể rất thông thạo về niêm luật làm thơ nhưng không có nghĩa là có thể làm được những án thơ tuyệt tác. Sự cảm thụ và khả năng phô diễn bằng ngôn ngữ của những thi hào không đơn giản cho một người. Đi không có đoạn nào nói là một bậc hoàn toàn giải thoát lại có sở hành trái với đời sống hiền thiện như quan niệm Bồ Tát nghịch hành. Trong Phật giáo Bắc truyền qua một số hình ảnh như Tế Điên Hòa Thượng hay chuyện thiền sư Nam Tuyền chém mèo, Nam Tuyền trảm miêu. Những câu chuyện mang tinh thần phương tiện thiện xảo để đời. Như vậy là cách nói cao độ về tinh thần phá chấp của Phật giáo Đại Thừa. Một vài chi tiết ghi lại về những vị A-la-hán còn có thói quen nhỏ nhặt từ nhiều kiếp quá khứ trong kinh điển Pali có thể được xem là không gì đáng nói so với Phật giáo Bắc truyền. Sau đây chúng con xin sám hối tuyệt các giả đẳng biên soạn. Sau đây chúng con cũng mời đạo tràng cùng con đọc bài thỉnh Pháp Sư. Thuở Đức Phật viên thành chánh giác, lẫm đạo màu diệu pháp cao thanh, phân dân chư chuyện pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn minh nghìn cân ân đức, pháp vô biên mạng túc khai qua, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó dương cao đó lạ mặt hồ, đó còn tận đáy bùn nhơ, chúng sanh trang trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mận ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ của khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên dẫn chi trần phủ phục, lời thiết tha bi dứt sáng ngời, pháp dương im lặng nhận lời, về giường lọc ngã vì đời chuyển luân.
Viết trung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô sanh, thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành nhiên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, bằng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cơ tích sự tình ngày trước tại phạm thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng qua hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường từ bi. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh trang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Đây chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Giác Đẳng giảng dạy bài học hôm nay. Và chúng con cũng kính cung thỉnh Hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Ngài Tự Quyền đồng hành. Kính thưa đại chúng, quý vị quan hỷ chờ trong giây lát, nít thì kheo Giác Đẳng hiện tại ngài hòa thượng đang gặp sự cố. Đến từ khi quý vị nào quan hỷ mời dùng đích thi kheo Giác Đẳng, nhưng quý vị nào quan hỷ với chúng tôi mời không biết tại sao thứ thì sáng nay chưa từ quán vào nick thì Giác Đẳng vào trong lớp học không được, nhưng mà nick Pháp Luân thì rồi chưa có vào được. Thôi thì chúng ta cứ dùng cái nick chùa Pháp Luân này. Cảm ơn cô Thanh Thủy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta học qua tâm duy tắc nhập đới tịnh hảo. Thưa vị, đây là một trong những đề tài tương đối là hơi khó hiểu một chút, bởi vì tám tăng này là tám tăng tâm. Chứ vì tấm tâm này là tấm tâm quý vị muốn chơi chúng ta chụp nhá. Dạ, cô Diệp Quỳnh khoan nghĩ mời một lần nữa thử xem sao. Chị quý vị quan nghĩ chờ chúng tôi một chút. Đôi khi quý vị cũng có những việc mà chúng ta không có. Dạ, room cho phèo cũng không vào được. có những ngày không giống như mọi ngày. Nếu mình biết làm việc ở trong đường lớp Phật Pháp 22 năm rồi, mà đôi lúc có những chuyện phao thóc mình hiểu cũng không hết hiểu gì. Bây giờ thì chúng ta cứ đi vào bài học ngày hôm nay. Cái bài học hôm nay
Thế vì chúng ta nói về 8 năm di tác dùng giới tịnh hảo, 8 năm này đặc biệt là 8 năm chỉ có ở các bậc A-la-hán, dù là toàn giác, độc giác, kim băng giác. Nói một cách khác là bản thân của Đức Phật và các vị thánh A-la-hán đệ tử Phật đều sử dụng tâm này ở trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một trong những đề tài tương đối rất là lớn, rất là tế nhị. Vì vậy quý vị thấy rằng riêng trong bài viết thì chúng tôi có đề cập đến một số điểm mà những người học Phật nói chung và những người học Thắng Pháp nói riêng đều phải lưu tâm. Đôi khi chúng ta tự hỏi rằng học Thắng Pháp cho chúng ta biết rằng có 121 tâm, ở trong đó mỗi một chúng sinh thì xài được bao nhiêu tâm, và mỗi một thứ tâm thì có ở bao nhiêu chúng sinh. Ở đây là những con số, nhưng mà lại là những con số rất là thú vị, rất lợi lạc. Ít khi chúng ta tìm thấy ở trong kinh bản hay là những tông phái khác của đạo Phật. Lấy ví dụ là quý Phật tử có vị nào mà đọc kinh của Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Bắc tông, thì kinh Vu Lăng Bồn chẳng hạn, chúng ta thường nghe câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên theo Phật giáo Bắc truyền thôi, đi vào trong địa ngục tìm được mẹ là bà Thanh Đề, và cũng theo kinh Vu Lăng Bồn đó thì thấy mẹ khổ, ngày Mục Kiền Liên bi lụy, rơi nước mắt, cầm lòng không đậu rơi nước mắt, và lấy cơm cho mẹ ăn thì mẹ không ăn được. Và sau đó thì ngày Mục Kiền Liên trở về nhân gian gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngày dạy là một cái pháp gọi là cúng dường thập phương tăng trong cái lễ từ tứ. Lễ cúng dường này là sắm sửa những thứ cần thiết cúng dường thập phương tăng, rồi hồi hướng cho cầu nguyện cho mẹ là Thanh Đề. Thì thưa quý vị, câu chuyện rất là nhiều cái tính, và chúng ta nghe rất là cảm động. Một bậc thánh mà thấy mẹ khổ thì xúc động rơi nước mắt, và cũng theo lời Phật dạy thì ngài đã trở về là một cái phước sự rất là lớn lao, là cúng dường tứ sự đến tứ phương tăng, đến thập phương tăng, nhờ quy lực thập phương tăng mà độ được mẹ. Thì câu chuyện này thoạt nghe rất là một câu chuyện cảm động, thoạt nghe là một câu chuyện đó mà rất dễ đi vào lòng người. Và tại sao ngày hôm nay Vu Lăng đó thì chúng ta thường nghe câu đó là đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, nói về cái tấm lòng hiếu thảo của ngài là đi tìm mẹ, và sau khi tìm được rồi thì thấy mẹ khổ thì ngài rất là xúc động, dâng trào nước mắt, cầm lòng không được. Và sau khi được Đức Phật ngài hướng dẫn thì lại đạo Phật để hồi hướng. Cái chuyện đó rất là bình thường lắm ở trong cái sinh hoạt của chùa chiền hay sinh hoạt của Phật tử. Nhưng mà nếu chúng ta thấy cho kỹ đó, thì sở dĩ mà người ta có cái niềm tin này, cái câu chuyện đó không đơn thuần chỉ vì câu chuyện nó mang nhiều kịch tính, mà người ta tin vào đó bởi vì lý do là câu chuyện đó được nói, được lưu truyền, mà trong cái nền văn hóa đó, mà không có những cái chi tiết mà chúng ta được đề cập đến, như là chúng ta đang nói về tâm duy đắc dục giới tịnh hảo. Chúng tôi kể quý vị nghe hơi dài dòng một chút, nhưng mà quý vị lắng nghe cho kỹ. Từ cái nhìn kinh điển của Pali, của hệ Phật giáo Pali, tức Phật giáo Đa Nguyên Thủy đó, thì trong cái bài kinh Vu Lăng Bồn có nhiều điểm mà không có chấp nhận được theo tâm đắc Pali. Thứ nhất là
Ngài Mục Kiền Liên là một vị A-la-hán, có nghĩa là vị đã đoạn tận những cái phiền não. Ngài không có cái cảnh bi lụy, thương mẹ thấy mẹ khổ rồi khóc. Ngài không có làm, Ngài không có cái phản ứng tâm lý, tâm lý là sầu khổ như vậy. Đứng thứ hai là Ngài là một vị A-la-hán mà đệ nhất về thần thông, có thể xuống địa ngục, có thể lên các cõi trời tự tại. Và với cái sự hiểu biết của vị A-la-hán thì không có trường hợp mà Ngài lấy cơm, cơm bình thường của dân gian ăn á, mà cho mẹ là một chúng sanh trong địa ngục. Tại vì Ngài thừa biết là chúng sanh mỗi nơi mỗi khác, có cách ăn khác nhau, chứ không thể nào mà ngay cả chúng ta sống ở trần gian mà thế nào gặp người Mỹ mà mình đem mắm kho mình cho họ ăn được. Thật ra cái chuyện mà Ngài lấy cơm cho mẹ ăn, mẹ ăn không được, nó quá thành lửa đó, thì câu chuyện nó cũng không có giống Nam Tông. Nhưng mà ở đây có một điều rất là thú vị là câu chuyện nói rằng Ngài không biết cách nào để cứu mẹ, thì thật ra cái chuyện không có đối với vị A-la-hán. Tất cả các vị A-la-hán đều hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì có thể làm được cho người mất, chứ không phải là Ngài không biết một cách vô tri hay là vì thiếu hiểu biết như vậy. Nhưng câu chuyện là Ngài bị gặp Đức Phật, thì Đức Phật Ngài dạy cho cái phép gọi là cúng dường đến tứ phương tăng, đến thập phương tăng. Thì ở đó có hai vấn đề. Thứ nhất là chư vị A-la-hán không có làm cái phước sự như chúng ta làm, là cả ngày không có dùng tiền của mình, các ngài đâu có gì đâu đi sắm sinh lễ phẩm trai nghi như người cư sĩ, các ngài không có làm việc đó. Và có một điểm rất là mấu chốt mà ít có người biết, nếu không phải học kinh tạng Bali và đọc học thánh pháp đó, là một vị A La Hán các ngài có làm việc thế nào đi nữa thì cũng không có cái quả của nghiệp, tức là các ngài có làm việc thiện nhưng mà không còn tạo phước nữa, các ngài làm vì tâm bi mẫn thôi. Như là Đức Phật và các vị thánh tăng á, cái tâm của các ngài khi mà làm điều gì tốt đẹp cho đời và để tốt đẹp cho đời thì điều đó hoàn toàn là do tâm bi mẫn. Khi các ngài ăn uống trung thiền thì cũng hoàn toàn là đó là một lối sống, chứ không có tạo ra cái quả và tạo quả. Nói cách khác á, là cái tâm của A La Hán là cái tâm không có tạo ra không có tạo ra cái quả theo nhân quả nghiệp báo. Tại vì nghiệp á, một cái hành động mà gọi là có tạo quả đó, dù là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dù là thiện hay bất thiện, thì nó đều phải có cái mầm mống của vô minh và ái dục. Dạ, chú lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về việc đó. Thì ở đây chúng tôi muốn đề cập đến một câu chuyện mà lâu lâu chúng tôi có thỉnh qua Thượng Tề Siêu nhắc đi nhắc lại. Không phải là vì câu chuyện đó nó người ta quên mà phải nhắc đi nhắc lại, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đôi khi có những người mới vào đó, họ quý vị mới nghe lần đầu, quý vị nghe thấy hơi lạ. Đó là câu chuyện ngày Xá Lợi Phất. Thì trong kinh điển Nam Truyền đó, thì kinh điển Pali, thì ngày Xá Lợi Phất là một vị mà ngài có làm nhiều công việc để báo hiếu, đặc biệt là độ mẹ, mẹ trong kiếp hiện tại và mẹ trong kiếp quá khứ. Cái kiếp hiện tại đó, trong những ngày cuối ngày về độ mẹ, thì độ cho mẹ được giác ngộ quy y tam bảo đó, thì cái là chuyện chúng ta không kể ngày hôm nay. Nhưng mà ở trong kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện là ngày Xá Lợi Phất có một buổi tối ngày đi kinh hành, và có một con ngạ quỷ đến đến bạch tới ngài, nói rằng tôi là mẹ của ngài ở kiếp trước và hiện bây giờ sanh làm ngạ quỷ, ngài hoan hỷ, ngài giúp để thoát khỏi cái khổ này. Thì thứ quý vị, nếu là chúng ta giống như chúng tôi với quý vị đây là phàm phu mà thấy biết được mẹ của mình ở kiếp trước sanh vào cảnh khổ, thì việc mà chúng ta nên làm đó là chúng ta tạo phước hồi hướng. Nhưng mà riêng đối với ngài Xá Lợi Phất, ngài Sariputta, thì ngài không có cái chuyện mà tạo phước để hồi hướng, tại vì cái tâm của ngài là tâm duy tác. Nói cách khác là ngài không còn liên hệ đến nhân quả nghiệp báo nữa, không còn nhân quả nghiệp báo,
cái chuyện mà tạo phước hồi hướng nó không có ở ngài. Quý vị nghe lạ về điểm này nhé, cái chuyện này chuyện rất là tự nhiên. Nên ngài đã làm một việc á để cứu cho người mẹ trong cái quá khứ, là ngài nói là được, ngày mai này á tôi sẽ đi khất thực, và với cái phần thực phẩm của ngài khất thực á thì ngài sẽ nhân danh của người mẹ trong quá khứ để cúng dường đến chư tăng, thì bà hãy hoan hỷ. Thì quả thật ngày hôm sau đó ngài đi khất thực về, và ngài dùng cái thức ăn trong khất thực đó, ngài trao đến chư tăng và nói rằng đây là cúng dường của một chúng sinh vậy, và mong rằng các ngài thọ nhận, thì quả thật phước thấu đáo đến là quỷ đó. Tức là ngài không có tạo phước hồi hướng, nhưng mà ngài 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 muốn cho ngạ quỷ biết rằng cái bình bát này á là ngài cho đến con ngạ quỷ đó, và thay mặt ngạ quỷ đó để cúng dường đến chư tăng. Và do việc con ngạ quỷ đó tức là mẹ của ngài trong kiếp trước đó, tùy hỷ hoan hỷ giống như mình tạo phước và được sanh về cõi an lạc. Thì chúng tôi kể câu chuyện hơi dài dòng về câu chuyện ngày Mục Kiền Liên theo kinh điển của giáo Bắc truyền, và câu chuyện ngày Xá Lợi Phất theo kinh điển Nam truyền. Thì quý vị thấy cái sự tương phản giữa hai cách nhìn, giữa hai nền văn hóa rất là khác biệt, rất là khác biệt trong cái hiểu hiểu về Phật pháp đó. Thì ở đây chúng ta trở lại cái tâm của vị A-la-hán, thì mình nên biết rằng tám tâm như tác dụng đế tịnh thảo này là tám tâm sử dụng rất là bình thường của chư vị A-la-hán ở trong tất cả các cõi mà các ngài hiện hữu hữu. Nói một cách khác là vị A-la-hán trong tâm trong cõi vô sắc, vị A-la-hán trong cõi sắc, vị A-la-hán ở trong cõi dục giới, ngoại trừ những lúc nhập thiền thì các ngài đều sử dụng tâm này, đều sử dụng tâm duy tác dục giới tịnh hảo, như là để ăn uống đi đứng suy nghĩ, thậm chí là khi các ngài luyện thiền thì các ngài cũng sử dụng tâm này. Nhưng mà khi chúng ta mới đọc thì chúng ta sẽ nghe những khía cạnh nó tương tự như là tâm dụng đế tịnh hảo, đó là thọ hỷ và thọ xả, hợp trí và lý trí, hữu trợ hay vô trợ. Thì cái này có thể tạo cho quý Phật tử một cái cảm giác như là tâm tâm của vị A-la-hán, nhưng mà những trạng thái vui buồn hay là có trí tuệ hay không có trí tuệ, hay là có tác động hay không tác động, thì giống như phàm phu, hoàn toàn không nên hiểu như vậy, hoàn toàn không nên hiểu hiểu như vậy là hiểu rất sai, phải rất là cẩn trọng về điểm này. Khi mà chúng ta đề cập đến cái thọ hỷ thọ xả vị A-la-hán thì thọ hỷ các ngài không có thô như là chúng ta, thọ xả các ngài không phải là trạng thái vô tư lự như chúng ta, hữu trợ hay vô trợ là các ngài phải có cái tâm mà cần phải thúc hối, khuyến khích làm việc tốt, không phải như vậy. Đừng đừng nghĩ như vậy, phải cẩn cẩn trọng lắm. Đừng nói chi các vị A-la-hán, thưa quý vị, chúng tôi ngay trong đời sống hàng ngày là một vị trụ trì, mà có nhiều lúc chúng tôi gặp những chuyện mà mình biết mình làm cái gì, nhưng mà quý Phật tử thì họ không hiểu, và cái cách mà họ nói, cách mà họ suy nghĩ đó, thì mình hoàn toàn nó nằm ngoài cái sự suy nghĩ của mình. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở chùa, thưa quý vị, là thắp đèn ở bên đây chúng tôi không có thắp đèn cầy, mà chúng tôi thắp đèn dầu. Cái dầu nó ở trong những cái bình dầu nhỏ, nó có ngọn đèn lên, và một ngọn đèn bình dầu như vậy nó cháy được 50 tiếng đồng hồ. Thì quý vị, lâu lâu có Phật tử hỏi chúng tôi là họ muốn làm phước, muốn làm cái gì có phước, làm phước ở chùa mà họ nói chuyện cúng kiến, thì chúng tôi nói các vị là các vị cúng đèn đi, dạ, cúng đèn để cúng dường Đức Phật, cúng đèn hoặc giả là để xài thắp đèn bình thường hàng tuần hàng ngày ở tại chùa, hay là
thắp đèn vào dịp đại lễ rằm tháng giêng chẳng hạn, thì quý vị nghe quý vị rất là hoan hỷ, và quý vị rất là hoan hỷ. Nhưng mà khi nói như vậy đó, thì các vị đến chùa là các vị biết rằng cũng có những Phật tử khác mà họ xin cúng đèn mà chúng tôi cũng nhận, thì các vị thắc mắc rằng tại sao có người cúng đèn rồi mà sư lại nhận người cúng đèn khác. Về điểm này á, thứ nhất á, là khi chúng tôi nhận một người cúng đèn á, thì như bây giờ chúng tôi nói rằng quý vị sẽ là người duy nhất để cúng đèn, không phải vậy. Và thứ hai nữa đó là trong cái nhìn thì thật ra không phải vì chúng tôi tham lam những ngọn đèn mà tôi quý vị cũng cúng nhiều hơn, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng thì các vị cứ cúng, và mình ngoài buổi lễ ra mình xài ở trong chùa hàng ngày, và công việc đó không nên riêng của ai hết, nên tạo điều kiện hành chung. Thì chúng tôi thấy có một điểm rất là thú vị là trong cái nhìn đó, là đa số những người cúng đèn thì họ chỉ nghĩ là họ cúng mình thôi. Dạ, họ cúng mình thôi chứ không thể nào có ai cúng, có ai cúng họ cảm thấy phiền. Và sau này đôi khi có những người chúng tôi phải giải thích cho họ là à, các vị cúng đèn là một chuyện chúng tôi khuyến khích, nhưng mà không có nghĩa, đừng bao giờ nghĩ rằng khi mình cúng như vậy là chỉ mình cúng, nghe người khác cúng mình phiền não. Quý vị thấy cái chuyện đơn giản như vậy thôi mà nhiều khi nó rất là tốn hơi, tốn sức để mà giải thích, chứ nó không phải là cái chuyện bình thường. Dạ, rất khó thưa quý vị. Hồi chúng tôi ở, đó là chuyện phàm phu, chuyện bình thường của chúng ta đó. Hồi chúng tôi ở gần sư trưởng đó, sư trưởng là người hay nói câu là Phật giữ Phật tri, Thánh giữ Thánh tri. Quý vị nào mà có đọc tạng luật á, mà đọc tạng luật thì quý vị sẽ bắt gặp rất nhiều trường hợp mà Đức Phật ban hành giới luật. Và trong sự ban hành giới luật đó đó, thì Ngài lại có một lời khiển trách, và lời khiển trách rất là nặng, nặng đến nỗi mà có nhiều người nghĩ rằng có lẽ Đức Phật đổi sanh lên, hay là có lẽ Đức Phật tại sao nặng lời quá. Ví dụ như Ngài Anuruddha, Ngài có tá túc qua đêm ở lại một căn nhà, nhưng mà người chủ nhà đó lại là một thiếu phụ, có những việc không có tốt, và Ngài đã dùng thần thông, Ngài bay đi. Thì Ngài là vị A-la-hán có thần thông, nhưng mà Ngài quyết định ở lại căn nhà như vậy thì bị Đức Phật Ngài quở, và Đức Phật Ngài quở trách rất nặng. Thì thưa quý vị, cái việc mà Đức Phật Ngài khiển trách á, không phải là việc Ngài thấy việc đó là Ngài Anuruddha có cái chuyện xấu, không phải vậy. Nhưng mà Ngài muốn nhân cái việc đó đó để nói với tất cả chư tỳ kheo trước mặt Ngài, dù là tất cả đã có nhiều vị thành tựu những quả vị rất là cao, và những thế hệ mai hậu là việc đó là việc không nên. Thế nên Ngài phải nói một cách rất là mạnh để nêu điều đó. Rồi ngay sau khi Ngài khiển trách như vậy thì Ngài mới ban hành, và Ngài mới ban hành cái học giới, nếu vị tỳ kheo cư trú như vậy ở một nơi không thích hợp như vậy thì sẽ phạm cái giới luật như vậy, vân vân. Thì khi chúng ta đọc, chúng ta không có nghĩ được, hoàn toàn không nghĩ ra được, mình có cảm giác khác, chứ hoàn toàn nhận khác. Hoặc giả là có nhiều trường hợp mà Đức Phật Ngài đuổi chư tỳ kheo đi, và quý vị nghe lạ không, sao Đức Phật là bậc đạo sư, mình nghĩ rằng Ngài phải bao dung, Ngài đã có thể cho những kỹ nữ xuất gia, Ngài có thể cho một tướng cướp sát nhân xuất gia, thì sái gì vì chư tỳ kheo đến chùa mà ồn ào mà Ngài lại đuổi đi. Nhưng mà thứ gì, chúng ta đọc kỹ, có những lần mà những người cư sĩ đến chùa gặp Đức Phật mang đến cúng dường, họ rất là ồn ào. Thì Đức Phật Ngài hỏi một vị tỳ kheo thị giả, vị đó không phải Tôn giả Ananda, Ngài hỏi rằng chuyện gì ồn ào vậy. Thì vị đó nói rằng và có những cái vị Phật tử ở xa về để cúng dường đến Đức Phật mà họ ồn ào về. Thì Đức Phật nói hãy đi nhân danh ta, thì hãy nói những người đã đi, như ai không có liên hệ gì với danh lợi, không liên hệ tới ồn ào như vậy. Cái vị thị giả, cái vị xử bằng cái tâm rất là tương tình, vì đó đã chấp tay bạch với Đức Phật là những người đó bị Ngài đến đây thì không có ồn ào, đâu có sao đâu, và xin Ngài khoan hỷ.
Thì chúng ta đọc mới đọc câu chuyện nghe như là Đức Phật ngài rất là cố chấp, nhưng mà không. Đức Phật là một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác, không có bất cứ lý do gì mà ngài để cho cái chuyện ồn ào đó trở thành cái gương xấu cho đàn hậu học. Ngày hôm nay chúng tôi làm trụ trì trong chùa đó, mà trong chùa ồn ào thì sao nó không phải là một điều đáng trách. Nhưng mà riêng Đức Phật, các vị thánh tăng ở mà trong chùa lúc nào cũng ồn ào như cái chợ thì thưa quý vị, sau này làm cái gương xấu cho nhiều người lắm. Cái này là cái chúng ta phải hiểu. Và tại sao Đức Phật ngài có thái độ như vậy, hay là ngài sẽ là phát hiện một nguyên dẫn một số đông hàng trăm chư vị tỳ kheo tân tu, những vị tỳ kheo mới tu về gặp đảnh lễ Đức Phật. Những vị này mới tu có cái tiềm lực để chứng được bộ đạo quả, những vị mới tu chưa học được nhiều thì các vị về ồn ào. Đức Phật ngài hỏi các vị tỳ kheo ở đâu, đó là do ngài sẽ là phát hiện một kiền liên mang về. Đó là hai vị giáo thọ, hai vị mà Đức Phật ngài gọi giống như là cha là mẹ của tăng chúng vậy đó. Và Đức Phật gọi hai vị đó lên và ngài nói là hãy dẫn các vị tỳ kheo đi nơi khác và ngài đuổi tại chỗ. Và quả thật khi mà hai ngài dẫn đi thì hai ngài có hỏi chư tỳ kheo rằng chư hiền giả biết tại sao Đức Thế Tôn đuổi mình đi không, thì nói dạ vì Đức Thế Tôn vì lợi ích. Thì tôn chư hai vị đó khen. Và rốt cuộc thì cả 500 vị tỳ kheo đó do cái sự khích lệ hướng dẫn chân qua A La Hán. Và Đức Phật ngài lại đến khi các vị này đã thành tựu đạo quả rồi, ngài thuyết pháp cho các vị này nghe. Thì quý vị thấy một điều như vậy là cái hành xử của các bậc A La Hán không có đơn giản để chúng ta biết đâu, không đơn giản để chúng ta biết. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi gặp một cái ông cư sĩ cũng lâu năm, và sau này ông xuất gia và ông lập cái chùa gọi là thiền đường Sakyamuni ở bên Pháp. Cái vị này ấy, xuất gia rồi nhưng mà vị này lại có một cái cố chấp là vị này không bao giờ mà đọc sách của ngài Thanh Sa hết, bởi vì vị này tuyên bố rằng một phế nhân thì không thể là một thánh nhân không thể là một phế nhân. Tại vì ông nghe nói rằng ngài Thanh Sa cuối đời ngài bị bệnh, ngài nằm trên giường, thành ra ông nói rằng ngài Thanh Sa thì cũng không có tới bị bệnh như vậy, bị thánh nhân không có bệnh như vậy. Thì thứ vị chúng tôi không có nói ngài Thanh Sa là A La Hán, và khi chúng tôi đọc sách ngài Thanh Sa thì chúng tôi đọc những cái gọi là những cái điều hay mà ngài dạy. Chúng tôi đến ở chùa ngài Thanh Sa Quách Thọ Phong và Quách Tổng Pháp Phong, và ở chùa Phật Quán Đa Na Sát nữa, nhưng mà chúng tôi không bao giờ đặt vấn đề rằng ngài như thế nào và ngài bệnh ở cuối đời. Nhưng mà chúng tôi thấy có điểm như vậy là người ta có cái quan niệm là một vị A La Hán không bị bệnh, đó là vấn đề. Vị A La Hán vẫn có thể bệnh, và ngay cả Đức Phật còn tại thế đôi khi ngài chỉ một vài vị tôn giả tướng lùn xấu xí đi không có đẹp, nhưng ngài hỏi chư vị có thấy vị đó không thì chưa thể nhận thấy. Đức Phật nói đó là vị A La Hán. Bởi vì sao vậy? Chúng ta nhìn bề ngoài đôi khi không đánh giá hết, không đánh giá chính xác. Còn chúng ta đi đâu gặp những vị ngồi thiền trang nghiêm đạo mạo ngồi đó thì chúng ta hoan nghĩ với đức tin, chúng ta gọi các vị A La Hán. Cái đó là chúng ta tự phong cho các vị, chứ các vị không có nói là các vị là A La Hán. Vì vậy chúng ta nên cẩn trọng về điểm này, là nếu mình không biết rõ, không biết chắc được tuyên bố, chúng ta không phải là Phật. Và đôi khi cái đánh giá của chúng ta đánh giá không có tới. Cái tâm thái của chư vị A La Hán hoàn không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Thì trước hết thưa quý vị, mình nói như vậy là tất cả cái sở hành của chư vị A-la-hán đều không tạo nghiệp. Bởi vì trong cái sở hành, dù là đi đứng nói năng thuyết pháp hay là vi vận giúp đỡ cho người này người kia, hoàn toàn làm bằng tâm duy tác. Tâm duy tác là cái sở hành của các ngài không còn vô minh và ái dục nó chi phối phía sau. Cái này rất là khó thấy lắm. Chúng tôi muốn đưa ra hai cái thí dụ để quý Phật tử có thể cảm nhận được là thế nào là sự chi phối của vô minh và ái dục. Ở trong Thập Sa Tập có ghi một câu chuyện
là có một vị cao tăng người Nhật Bản nổi tiếng về thư pháp, tức là viết chữ Hán rất đẹp. Ngày xưa người ta gọi là rồng bay phượng múa. Và vị này thỉnh thoảng đem giấy mực ra để vẽ chữ, chúng ta dùng chữ vẽ chữ tại vì thư pháp nó vừa viết vừa vẽ, họ vẽ một chữ. Và có nhiều vị nổi tiếng ấy thì cái nét chữ rất khó mù. Thì thứ vị có một lần vị này đang viết chữ thì có một chú tiểu bước vào đem nước cho vị này. Thì chú tiểu vào thấy ngài đang viết chữ thì nước xong mà còn đứng ngó nhìn cái chữ viết ở trên tấm giấy. Thì cái vị trưởng lão mà bên thiền tông gọi là thiền sư này thì mới hỏi: người có thấy chữ viết thì thế nào, người thấy chữ viết thế nào? Thì cái chú tiểu nói rằng dạ nhìn thì cũng đẹp nhưng nó hơi cứng. Dạ hơi cứng. Thật ra chú tiểu cũng là một người có thiên tư, và vị thiền sư nhìn lại thì có thấy, thấy quả thật nó hơi cứng thật. Vị này mới lột cái tấm giấy đó ra, tại vì giấy thường thường nó có nhiều lớp thư vị, một sấp lấy tấm giấy ra viết chữ khác. Và chú tiểu xem xong lắc đầu, nói chữ này còn cứng hơn chữ hồi nãy nữa. Và vị này làm hai ba lần như vậy thì vị này thấy đúng như lời chú tiểu nói là càng viết ấy, thì cái chữ càng dở đi, nó càng xấu chứ không đẹp. Thế nên vị này mới gác bút một bên và nói rằng hôm nay tâm trạng không được tốt, thành ra viết nó không được tốt. Và chú tiểu nghe nghe nói như vậy thì thấy vị thầy gác bút một bên thì chắp tay xá rồi bước ra. Thì khi chú tiểu này quay lưng bước ra thì vị này thấy ở trong cái nghiên mực còn một ít mực mà bỏ thì phí, tại mực chữ mực Tàu ngày xưa ta mài ra thứ gì mà nó phải đóng, mà nếu mình không xài hết thì nó bỏ, phải đổ bỏ, tại không nó đóng cứng ở trong cái nghiên mực. Thì còn ít mực thì thôi, vị này cũng nhặt cái bút lên, lấy cái bút lên chấm vào mực đó, viết một chữ, chữ thiền, viết ngay ở trên tờ giấy. Thì khi mình viết xong, chưa kịp nhìn, chưa kịp đọc thì chú tiểu quay lại và chú tiểu vỗ tay lên, nói rằng tuyệt vời, nét chữ rất là thanh thoát, chữ như rồng bay phượng múa. Thì vị thiền sư nhận ra được một điều rằng khi mà mình viết mà bị áp lực ấy, nó chi phối đó, thì cái tâm mình nó không có hạo nhiên, cái tâm mình không có tự tại, tâm mình nó không có thông thoáng. Thầy nói biết chữ thì nó bị, nhưng mà khi chú tiểu này không còn để quay lưng bỏ đi đó, mà còn là ít mực thì viết một cách rất là chúng ta phải viết bằng phản xạ, bằng trực giác, bằng bản năng, bằng cái sự thành thạo tự nhiên. Sách bút lên viết cái là cái chữ nó ra hồn, nhiều khi nó là như vậy. Thì quý vị thấy rằng cũng đều biết chữ, nhưng mà khi mình bị chi phối bởi cái nhìn của người khác là người ta sẽ phê bình mình thế này, người ta phê bình cái kia đó, thì không có tự nhiên. Nhưng một khi mà mình không còn nữa đó, thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Chúng tôi có một lần tình cờ đến một gia đình Phật tử ở tại đó đó, thì ở trong nhà đó họ mở cho chúng tôi xem một cái video, một cái clip, chắc là hình như clip. Ở trong đó nó có một cái game, một cái game show ở trên TV ở tại Việt Nam. Và trong game show này đó là họ đưa ra những câu đố, những người tham dự đó thì leo lên ngồi một chiếc ghế để trả lời những câu hỏi. Thì trong game show đó đó, lúc chúng tôi đang ngồi chư tăng coi đó, thì có những câu hỏi rất là bình thường. Dạ, câu hỏi rất là bình thường thì vị này lại trả lời sai. Dạ, trả lời sai. Nhưng mà rồi sau đó khi mà các vị vị đó đã qua cái mức mà gọi là thắng bại rồi, ví dụ như cái người trước họ trả lời được 3 câu, mình đã trả lời được 4 câu, có nghĩa là mình thắng rồi đó. Thì những câu còn lại thì gọi là nó dư thôi, thì vị này trả lời rất tốt khi mà không còn áp lực nữa. Chứ tôi thấy có một điểm rất là thú vị là cũng thời ngồi trên ghế đó,
cũng thời trả lời những câu hỏi, và thậm chí những câu hỏi khó hơn, nhưng mà trong cái tâm an nhiên thư thới đó, thì trả lời rất là ngọt, rất là suông, rất nhanh chóng. Nhưng một khi mà mình bị áp lực đó, thì suy nghĩ rất là khó. Thì điều này nó khiến chúng tôi liên tưởng đến tâm tư của chúng ta bị vô minh và ái dục chi phối. Đời sống hàng ngày mình tưởng đâu là ái dục, nó là một động lực, tại vì mình muốn nó là một động lực thì mình làm rất tốt. Hay là vô minh thì mình rơi vào trong tình trạng nó không sợ súng, tức là mình cứ làm thôi mà không cần biết, thì mình nghĩ là đạn đến chưa được chịu. Nhưng mà kỳ thật thì vô minh và ái dục đó, nó khiến cho cái tâm của chúng ta không có thiện xảo. Và do tâm của chúng ta không có thiện xảo đó, nên những cái sản phẩm của nó đó không bao giờ được thiện xảo. Vì vậy chúng ta mới có cái thân làm chúng sanh, thân năm quẩn, bốn quẩn, một quẩn trong cuộc đời này. Dù là năm quẩn, bốn quẩn hay một quẩn, tức là nói là ngũ quẩn, tứ quẩn hay nhất quẩn, đều bị một cái chung là khổ. Tại sao khổ? Tại vì cái thân năm quẩn đó, nó là một cái thành phẩm của một cái sở hành của nghiệp trong quá khứ, và cái nghiệp đó nó bị chi phối bởi vô minh và ái dục. Chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta còn nghĩ cái tôi, cái ta là một cái xuất sắc. Ở chùa Thứ Vị, ở trong thời gian qua đó, chúng tôi có làm một cái phòng triển lãm. Và khi mà làm phòng triển lãm đó, thì có một phần tử, vị này thì là vị có trình độ cũng khéo tay lắm, đến để chuyên khoa. Và vị đó cũng nói với chúng tôi một việc là khi làm cái gì mà thích làm một mình thì chúng tôi hoàn toàn hiểu. Dạ, hoàn toàn hiểu. Thí dụ như một nghệ nhân hay một nghệ sĩ, một người cắm hoa, một người đó, mình làm một mình không cần ai phê phán mình hết. Mình chỉ làm bằng cái sự đam mê, làm bằng cái ý nghĩ là mình thuần là làm sao làm đẹp thôi đó. Thì đúng là làm những cái rất xuất sắc, rất xuất sắc. Khi mà mình làm mà có người cứ chầm hâm, làm cái người cứ ngó và mình làm thế này, thì nhiều khi nó lại không có làm được tốt đâu. Thì tâm tư của chúng ta, thưa quý vị, nó có điểm này là tâm đó nếu mà bị cái hạt giống của vô minh và ái dục chi phối đó, thì sẽ tạo quả ngay cả những quả thiện, quả vui dục giới hay là quả sắc giới, vô sắc giới, thì quả nào cũng vậy, nó luôn luôn là nó có những cái bất toàn. Do vậy ở trong cuộc đời này, khi mà còn trầm luân sanh tử đó, thì cái thân sanh tử không bao giờ hoàn toàn tốt, kể cả thân của Đức Phật với 32 đại trường phu tướng, kể cả cái thân hữu huy hữu dư của tất cả các bậc thánh la hán. Tại vì sao vậy? Cái bản chất của năm quẩn nó là một cái thành phẩm của vô minh và ái dục từ quá khứ. Khi mà đoạn tận vô minh và ái dục thì không sanh tử nữa, thì niết bàn là một việc khác. Nên chúng ta nên hiểu rằng tất cả những tâm duy tác là cái tâm mà được chư vị A-la-hán sử dụng cho mọi cái sở hành đời sống hàng ngày đó, không đơn giản để chúng ta hiểu đâu, hoàn toàn khó, chúng ta khó mường tượng. Bởi vì sư trưởng hay nói là Phật tiểu, Phật tri, Thánh dự, Thánh tri, khó chúng ta hiểu, khó cho chúng ta hiểu lắm. Và bây giờ thì chúng tôi muốn đi sâu vào trong một cái phương diện về từ ngữ đó. Hồi nhỏ cách đây gần 50 năm, khi chúng tôi vào chùa tu thì ở gần ngày thực sự bị dịch cái tâm gọi là tâm hạnh. Ba cái thứ tâm của dục giới tịnh hảo, ngày dịch là đại thiện, đại quả và đại hạnh. Chữ hạnh mà ngày dịch thì chữ khi giá, hạnh có nghĩa là chỉ làm thôi. Và Hòa Thượng Minh Châu thì chọn cái chữ duy tác. Chữ duy tác không phải là một chữ dịch do Hòa Thượng Minh Châu chế tác ra, mà chữ duy tác đó là dịch từ cái bản chữ Hán ngày xưa. Tức là một cái tâm mà chỉ làm chứ không tạo quả, gọi là duy tác, là chỉ có làm thôi chứ không có quả. Về sau này thì ngài dùng tâm tố, và tố chữ tố cũng nghĩa là làm, làm chỉ làm thôi, tố nhân cũng nghĩa là người làm. Thì sao được quý vị thỉnh thoảng nghe và thường thường sử dụng chữ cái tâm đại tố hay là tâm tố sắc giới, tâm tố tâm thiện, tâm quả, tâm tố.
tâm tố dục giới, tâm tố sắc giới, tâm tố của sắc giới, đó là tâm tố. Thì thưa quý vị, những tâm tố này nó mang cái nghĩa giống như tâm hạnh, và tâm tố tâm hạnh thì đó là cái chữ dịch khác của chữ kiriya. Kiriya là chỉ có hành động, và hành động thôi, hành động là hành động thôi. Đó là cái chữ mà chúng ta nên biết, nó hơi khác biệt. Tâm tâm duy tác thì có hai thứ là duy tác vô nhân và duy tác hữu nhân. Duy tác vô nhân chúng ta học rồi, quý vị nhớ chúng ta học trong tâm vô nhân đó. Thì có tâm kháng ngũ môn, tâm kháng ý môn là hai tâm cơ năng, và cái tâm vi tiếu là cái tâm làm việc cười của vị A La Hán Thanh Văn. Tâm việc cười mà cười cho thói quen, vừa thói quen trong quá khứ, xa xưa quá khứ, bây giờ còn lại cái gọi là cái thiền khiên nghiệp, một cái thói quen ngày cười. Chư Phật toàn giác thì không cười bằng tâm vi tiếu, mà các ngài cười bằng tâm di tác thọ hỷ hợp trí. Dạ, tâm thọ thì hợp trí, tâm di tác. Chúng ta nhớ rằng trong tâm dục giới có hai loại duy tác, là duy tác vô nhân và hữu nhân. Ở trong tâm duy tác vô nhân chỉ có một thứ tâm của vị A-la-hán hoàn toàn, đó là tâm sinh hiếu, làm việc cười cho các vị A-la-hán thế vật. Và bây giờ thì chúng tôi muốn nói rằng tám thứ tâm duy tác của chư vị A-la-hán cũng chia thành ba, theo ba phương diện là thọ hỷ hay thọ xả, hợp trí hay ly trí, vô trợ hay hữu trợ. Ba phương diện này tạo ra tám tâm, tức là bốn tâm thọ hỷ, bốn tâm thọ xả. Trong bốn tâm thọ hỷ thì có hai tâm hợp trí, hai tâm ly trí. Ở trong hai tâm hợp trí thì có vô trợ hữu trợ. Thì mới bị là đọc thật trọng trong cái điều đồ biểu và bản liên kiểu thì sẽ thấy rất rõ tại sao tám thập ở đây chúng tôi không có đề cập đến, mà chúng tôi nhắc quý vị là mặc dù tám tâm này cũng như tâm quả cũng như tâm thiện có nói đến thọ hỷ và thọ xả, có nói đến hợp trí lý trí, có nói đến vô trợ hữu trợ, nhưng mà đừng hiểu cái kiểu này theo cái hiểu của phàm phu, của người bình thường. Thứ nhất là nói về hữu trợ và vô, nói tới thọ hỷ và thọ xả, thì trong tâm thiện thì chúng ta xem thọ hỷ là sự phấn khích và thọ xả là sự thản nhiên. Cái phấn khích thản nhiên của phàm phu chúng ta không giống của bậc thánh. Thì thí dụ như Đức Thế Tôn, ngài đi ở trên đường, ngài đi đó, ngài nhìn thấy một cái nơi, và khi nhìn thấy rất là mỉm cười rất nhẹ của một chánh đẳng gánh giác. Và tôn giả đang ra đọc được điều đó hỏi Đức Phật, thì Đức Phật này có đề cập đến là tại nơi này là nơi mà Đức Thế Tôn Kassapa trong quá khứ đã từng ngồi, và Đức Thế Tôn Kassapa có một người cư sĩ hộ pháp đệ nhất, năm cư sĩ đệ nhất, mà người đó không giàu như Pháp Cô Độc hiện tại, nhưng mà người đó lại là một người thợ đồ gốm nghèo, chứng quả Anaham, tên là Kathikara. Kathikara. Và vị này có những cái sở hành rất là thú vị. Và vị này có một cái quan hệ mật thiết với vị chánh đẳng chánh giác của quá khứ là Đức Ca Diếp á, Đức Ca Sáng, rất là thú vị lắm. Ví dụ như là chỉ là không bao giờ mà thọ dụng những thực phẩm mà không có đưa đến tận tay, dừng tận tay, nhưng mà Đức Phật Sa Bá thì lại đến nhà của cư sĩ Kathikara và nghe hỏi cha mẹ của cư sĩ, mà hai ông bà đều bù gò hết. Thì hai ông bà đánh lễ Đức Phật và thưa rằng Kathikara đã đi bên ngoài và có nấu cháo để trong cái bếp, và có dặn là khi nào mà Đức Thế Tôn đến có đi ngang thì cúng dường cúng dường. Thì thứ gì, Đức Phật này đã lấy cháo từ ở trong cái nồi đó mà không có người đến cúng.
Và khi cái góc của ngài bị dục thì ngài sai chư tỳ kheo, tỳ khưu đệ tử ngài đến cái nhà của cư sĩ Katikara tháo một phần của cái máy hít để đem về dục lục. Và cư sĩ Katikara về hỏi cha mẹ là ai đã lấy những cái tranh ở trên cái máy hiên nhà, thì cha mẹ của Katikara nói rằng đó là chư tỳ khưu đệ tử của Đức Thế Tôn Kassapa, nói rằng gốc của cái ảo thức của Thế Tôn Kassapa bị dục mưa đã đến lấy được về. Thì cả 3 tháng trời Visikhara sống trong sự hoan hỷ, tại vì thấy rằng Đức Thế Tôn Kassapa đã đối xử với mình là một đệ tử tuyệt đối, là một đệ tử tuyệt đối, chúng ta tạm gọi là không có cần cái hình thức ở bên ngoài, hình thức bên ngoài, mà đúng là một người cha đối với con rất là không có một cái sự ngăn cách như vậy. Và Đức Phật ngài cũng thấy rằng Kantikara có một người bạn tên là Chutipala, đó là tiền thân của ngài, cũng có giai thoại rất thú vị. Thì khi ngài mỉm cười và nụ cười rất nhẹ như vậy đó, đó là tâm thọ hỷ. Nhưng cái tâm thọ hỷ đó nó không phải là cách cười mà bị động. Bị động là ví dụ như tự nhiên đó có người nào đó hỏi đó câu chuyện mà chúng ta nghe chúng ta buồn cười. Cũng như có một lần chúng tôi nghe một vị sư trong lúc đùa giỡn chơi bình thường anh em với nhau, thì sư lại nhái cái giọng của một người Cà Lâm, một vị đó họ nhái rất có duyên. Bản thân của chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi không có thích những cái vui đùa mà đem những cái khuyết tật của người khác để mình cười, ví dụ Cà Lâm chẳng hạn, nói ngọng rồi chẳng hạn, chúng tôi không có thích như vậy. Nhưng bởi vì vị đó diễn tả rất có duyên thịnh, chúng tôi bật cười. Thì cái cười đó là cái cười bị động. Tại sao cười bị động? Là bởi vì bản thân của chúng tôi đó là người không có thích cái một 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 cái điểm trong văn hóa Việt Nam là đem cái khuyết tật của người khác ra để làm trò cười. Nhưng mà chúng tôi vẫn bị động phải cười, là bởi vì cái vị đó họ diễn nó quá đạt, quá đạt, nó quá hay đi, thì phải cười thôi. Thì cái cười đó hoàn toàn là bị động, chứ vị A-la-hán hoàn toàn không bao giờ có cái chuyện bị động như chúng ta. Đa số chúng ta cười là một trạng thái bị động. Quý vị nào muốn biết bị động thế nào đó tự nhiên có ai thọc lắc quý vị, hay là có ai mà cào cái bàn chân quý vị nhìn không nổi quý vị cười, thì cái cười đó cũng là cười bị động. Chư vị A-la-hán không có cười bị động. Cái tâm thọ hỷ chư vị A-la-hán đối với Phật toàn giác đó, là do chư vị toàn giác luôn luôn mỉm cười bằng tâm hợp trí, là do cái sự nhận thấy cái gì đó các ngài hoàn toàn chủ động, các ngài không có cái cười bị động. Và một số các vị A-la-hán kinh văn cười bằng tâm ly trí thì do các ngài cười theo cái tiền thân trong quá khứ, tiền thân trong quá khứ, như vậy thôi. Chứ mình nhớ là khi mà chúng tôi ở gần ngày ngày Trăng Bu luôn, không giờ chúng tôi thấy ngài cười hết. Nhưng mà có một lần ngài dạy chúng tôi đi lấy một cái tách nước, mà sau đó chúng tôi biết rằng ngài cần cái tách đó để súc miệng. Nhưng mà tại vì ngài nói tiếng Miến và không nói tiếng tiếng Anh, chúng tôi chỉ thể nói tiếng Anh với ngài, thành ra chúng tôi không biết ngài muốn cái gì. Tại khi ngài đưa cái dấu hiệu lên đó, thì chúng tôi lại xuống bếp nói với người cư sĩ là ngài Tăng Vô Luân, ngài cần một cái tô. Thế chúng tôi cầm cái tô lên thì ngài mỉm cười. Ngài mỉm cười, cái cười đó là hai người không hiểu nhau, ngôn ngữ khác biệt là hiểu lầm với nhau. Nhưng mà cái nụ cười của ngài đó thì chúng tôi biết rằng cái cười do thói quen. Có những trường hợp mình gặp những cái chuyện mà buồn cười thì mình cười thôi. Mà khi mình nói tới hợp trí trí ly trí, đừng bao giờ hiểu rằng cái chữ ly trí ở đây có nghĩa là thiếu trí hay là một người vô trí, không phải vậy. Cái chữ ly trí là lúc đó không có cái trí tuệ đi đi kèm, không có trí tuệ đi kèm. Ví dụ như ở trong đời sống hàng ngày đó, có những người rất là uyên bác, hiểu biết, một vị bác sĩ hay là một nhà ngôn ngữ học thông minh tuyệt vời, nhưng mà đôi khi quét nhà hay làm cái chuyện gì đó không cần dùng đến cái trí tuệ đó, thì các vị vẫn làm bằng cái tâm
ly trí. Tâm ly trí không phải là vô trí, để quý vị nhớ nha, tâm ly trí không phải là vô trí. Đôi khi thưa quý vị, Đức Phật có những câu hỏi, có những câu hỏi đối với các vị thị giả. Ví dụ hồi nãy chúng tôi quý vị nghe câu chuyện là ở ngoài có tiếng ồn ào, Đức Phật hỏi Tôn Giả Nan Đa tại sao có những tiếng ồn ào như vậy. Thì tự nhiên mình nói rằng Đức Phật đâu cần hỏi, Ngài là Phật, cái Ngài thông thiên quán địa, chuyện quá khứ hiện tại tương lai Ngài biết, Ngài chỉ cần nghe tiếng động Ngài biết tại sao hỏi. Nhưng không phải như vậy. Có khi chư Phật và các đệ tử dùng tới năng lực của trí tuệ của thần thông, có nhiều khi chuyện không đáng Ngài không có, không có dùng tới việc đó, các Ngài chỉ đơn giản là hỏi thôi. Nếu việc đó thành ra cái này là cái cũng hơi khó khó hiểu cho đời sống của chúng ta lắm. Và chúng tôi nhớ rằng rằng có một một cái vị rất giỏi về toán, rất giỏi về toán, mà có một lần đi đâu đó mà người ta thối tiền, người ta thối thiếu, thì cái người vợ mới cười rất là anh này anh là giáo sư toán, và trong lúc ta thối tiền thối thiếu mà anh cũng để ý thì nếu nói ra ta mắc cỡ là giáo sư toán thì sao không nắm được con số. Thì chúng tôi nghe chuyện chúng tôi mới cười, là có khi là giáo sư toán rất giỏi về toán, nhưng mà bất chợt ở trong lúc đó người ta thối tiền, mình cầm tiền chứ mình không có nghĩ, không có nghĩ, không có dùng tới. Nếu mà phải dùng tới trí tuệ để mà tính những con số thì bị mình tính tới đâu nữa, chứ không phải là chỉ có mấy con số cộng trừ những kia đó. Thành ra cái này là cái mà về cái học trí và lý trí chúng ta cũng hiểu như vậy. Và rồi thứ vì cái vô trợ hữu trợ, vô trợ hữu trợ tức là có những thứ các vị đó làm nhanh chóng, làm liền, có khi các vị có chần chừ, có chần chừ suy tư. Mà chúng tôi thấy rằng vị nào mà có đọc ở trong kinh đó, có những trường hợp, thí dụ như là Đức Phật, Ngài nhìn thấy chư tỳ kheo đi từ xa về mà mang y tăng về lê bị mưa đầm ướt rất là nặng đề, rất là khó khăn. Thì Đức Phật thấy chư tỳ kheo như vậy, Ngài mới nghĩ rằng nên có cách để chư tăng nhẹ nhàng sau mùa ăn cư thể đi không về. Nhưng mà thay vì Ngài ban hành cái luật liền liền là chư tỳ kheo trong thời gian bao nhiêu đó có thể đi không cần mang thể tăng về lê, thì Ngài lại quan sát chư Phật trong quá khứ. Ngài thấy rằng tất cả chư Phật đều cho phép để thọ y cát thí ná sau mùa an cư, và do cái thọ y cát thí ná đó chư tăng được năm cái quyền hay năm cái lợi ích. Thì Ngài xét về chư Phật quá khứ, Ngài mới ban hành về cái luật là quả báo y cát thí ná và tổ chức y cát thí ná. Thì khi mà chúng ta đọc đoạn đó mà nếu chúng ta không có hiểu rõ Phật pháp, không đọc nhiều đó, thì mình thấy những hơi kỳ. Sao mà Đức Phật ngài là vị Phật, ngài có đủ trí tuệ, ngài ban hành cái này, ngài dạy cái kia, ngài chế định cái nọ, chứ tại sao ngài cần phải suy nghĩ về chư Phật trong quá khứ? Nhưng mà không, không phải như vậy, và không phải như vậy, mà có những điều trong đời sống của Đức Phật ngài vẫn suy xét, ngài vẫn suy xét. Ví dụ Đức Thế Tôn ngài trong lúc sau khi thành đạo rồi đó, có một cái thời điểm mà ngài nhận thấy cái pháp mà ngài giác ngộ thật là thâm sâu vi diệu, mà pháp này không dễ để dạy cho người khác. Thì ngài tự hỏi một câu rằng như vậy mình có nên đem pháp này để truyền bá cho chúng sanh không? Thì vừa cái nghĩ đó vừa thoáng trong đầu này, ngài thì phẩm đi sám tối tí hiện ra bạch Đức Phật là ở trong thế gian này có nhiều chúng sinh mắt ít lắm vô trần mà có thể nghe, có thể lãnh hội, có thể giác ngộ được. Và xin thỉnh Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh, vì cái đại nguyện từ quá khứ xa xưa để hoằng pháp độ đời. Thì câu chuyện mà Phạm Thiên Tỉnh Phật chuyển pháp luôn đó, đó là một cái đại sự nhân duyên của chư Phật. Khi đi thuyết pháp luôn luôn có người cầu tỉnh. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái chuyện đơn giản vì Phạm Thiên là hiểu hiểu hơn Đức Phật, hiểu nhiều hơn Đức Phật. Không phải vậy. Không phải Phạm Thiên hiểu hơn Đức Phật. Tại lúc đó Đức Phật từ một cái nhìn vào sự thâm sâu của giáo pháp, và bất chợt tự nhiên là cái câu hỏi ngài đặt ra là giáo pháp quả thật thâm sâu, liệu mình có nên
có nên giảng giáo pháp này, đem giáo pháp giảng chúng sinh không? Thì phẩm thế sắp pháp có tí đọc được câu đó hiện đến Đức Phật thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Nên chi có những cái suy xét mà nghi tạo vị nào đọc ở trong kinh đó, thì Đức Phật ngài có đề cập đúng chuyện là nên chi thì theo sư tử là cái loại mà gọi là loại vua của các loài thú trong rừng đó. Nhưng mà con sư tử mỗi lần bắt một con mồi đó thì nó có cẩn trọng. Dạ. Và Như Lai cũng vậy. À, Như Lai khi thuyết pháp thì chúng sanh có cẩn trọng chứ không phải là không có cẩn trọng. Dạ. Mấy điều này đôi khi chúng ta hiểu không tới. Tại sao có những việc mà không làm bằng phản xạ, không làm nhanh chóng mà phải suy xét? Suy xét tại vì nó có những lý do để suy xét. Dạ. Có những nhân duyên để suy xét. Thật ra cái mà chúng ta gọi là vô trợ và hữu trợ ở trong cái tâm thái của một vị A-la-hán thì không nên hiểu theo cái cách hiểu bình thường của chúng ta là các ngài phải vận dụng trí não suy nghĩ tới lui hay là do người khác tác động, không phải vậy. Mà nhiều lúc các ngài vẫn có cái trạng thái vô trợ hữu trợ. Đây là một chuyện rất là tế nhị. Chúng tôi không muốn với Phật tử khi mà học về tâm duy tắc giới tịnh hảo và những cái thọ hỷ thọ xả hợp trí ly trí vô trợ hữu trợ hiểu lầm, đem cái hiểu bình thường của chúng ta để đánh giá chư vị a la hán, đánh giá chư vị thánh, không phải như vậy. Chúng tôi có biết có rất nhiều trường hợp trong đời sống mà con cái không hiểu đến nỗi cha mẹ, những người trẻ không hiểu nỗi người già, những người ngoài cuộc không hiểu người trong cuộc. Đừng nói chi đến chúng ta là phàm phu mà hiểu về cái tâm lượng của chư vị a la hán và hiểu rõ hơn nữa là về Đức Phật. Cảnh giới của Đức Phật là năng tư nghị, do đó chúng ta đặc biệt phải hết sức là cẩn trọng, đừng vội vã kết luận mà chỉ có lắng nghe, chỉ có tìm hiểu. Thì thưa quý vị, đây là một vài điều chúng tôi chia sẻ với quý vị về tám tâm di tác dùng để tình thảo hôm nay. Và bây giờ thì quý vị qua nghỉ chơi chúng tôi một chút để chúng tôi xem coi ở trong lớp học chúng ta có vị giảng sư nào không. Nếu có thì chúng ta sẽ thỉnh quý ngài thảo luận. Có vị nào thấy có vị nào không hả? Ôm chặt có thì tập tư quyền. Thượng tọa tư quyền ấy, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tư quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa qua nghỉ trả lời cho cuộc thảo luận số 1. Dạ. Thì đó, tùy quyền, đời sống hàng ngày chúng ta quen làm phước, chúng ta tin vào nhân quả và chúng ta rất là tha thiết với chuyện làm thiện được vui. Nhưng mà khi chúng ta nghe nói tâm duy tắc á, là cái tâm của một vị A-la-hán khi sử dụng cho tất cả những cái sở hành, và tâm vị A-la-hán thì hoàn toàn không có tạo nghiệp, không có tạo quả của nghiệp. Thì Phật tử nghe bị buồn quá. Mình tu á, thì đáng lẽ tới đó cái quả nó phải nhiều hơn, cái quả phải lớn hơn. Chứ mình tu sao đến lúc mà cái tâm mình nó không còn có cái tác động về nhân quả nữa. Nó như, chẳng lẽ như cục đá, làm rồi không được có gì thì buồn quá. Thì chúng ta tự nguyện có thể giải thích rằng tại sao cái tâm mà nó đã vượt ngoài cái tương tác nhân quả đó, nó lại là không phải đáng buồn, đáng bi quan như chúng ta nghĩ không? Xin kính thỉnh thực tập tự nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Chỉ con kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Đức Tự Đức cùng chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Hòa Thượng, thì quả thật thì chúng sinh phàm phu á, khi mà có sự tu tập, khi mà học hiểu Phật pháp hay làm các công đức phước lành thì họ luôn luôn muốn có cái kết quả, muốn có một cái phương hướng gì đó cho họ, hứa hẹn cho họ một cảnh giới, một cái chuyện phước báo gì đó như thế này thế nọ. Đó là dựa trên cái ái tham họ, cho nên làm mà nó có kết quả thì người ta rất hay, hoặc có một phương trời gì đó. Chứ còn tự nhiên cho sanh về cổ này, cho sanh về cổ kia thì nhìn thấy nó
nó tích cực. Nhưng ngược lại, mà nếu mà làm mà khi chúng ta nói sanh về, tức là chúng ta để chúng ta chấm dứt sanh tử khổ đau á, thì một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, không có vui, không có buồn, không có sầu khổ. Bởi vì do chúng ta không hiểu thôi, nó không hiểu là không hiểu như thế nào. Ở cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn, mà bước vượt qua cái sự buồn vui thì đó mới là một cái hạnh phúc. Nó vui ít mà nó khổ nhiều. Và đối với cái tinh thần của các vị A-la-hán, nó vượt ngoài cái nhân quả, nó vượt ngoài cái thiện ác, nó vượt ngoài cái vui buồn. Tâm của các ngài nó tịch tịnh vắng lặng, một cái trạng thái tâm đó mà thử nói thật rằng chúng ta không thể dễ dàng chúng ta bước vào, và chúng ta phải tu tập hết sức là nhiều và đầy đủ, chúng ta có đầy đủ cái duyên lành pháp độ chúng ta mới thành tựu được. À, quý vị biết mình cứ luôn luôn muốn ăn một là ngọt, hay là một là lạc, hay là mặn. Chúng ta cứ nghĩ rằng hay hoặc chúng ta ăn ngọt ăn mặn, chúng ta sẽ thật ra ăn giống như nó không ngọt không mặn, nó không cái gì cũng vậy, nó bình thường nhất thì nó là không có bệnh hoạn. Cũng vậy trên cuộc đời này, cái tâm nó không có vui không có buồn thì đỡ phải đau khổ. Cuộc đời này giàu cho vui cũng vậy, buồn cũng vậy, mà vui buồn gì rồi cũng khổ, giờ đi qua hết trơn. Thì chúng ta biết đối với một vị một cái tâm của một vị A-la-hán là như chúng nghe hòa thượng chúng ta vừa nghe hòa thượng Đẳng nói đó, là cái gia chích tác tâm tố hay tâm hạnh chỉ là một cái hành động, chứ nó không gây là cái quả. Cái điều này nó đặc biệt lắm. Cuộc đời này chúng ta trầm luân sanh tử biết bao đời, và ngày hôm nay chúng ta đang được làm con người, được tương đối cũng đủ ăn đủ mặc đủ sống, thì chúng ta nghĩ rằng để chúng ta tầm cầu chứ sự thật ra nếu chúng ta làm con thú thì sao đây, nếu chúng ta làm một chúng sinh nhỏ bé thì sao đây, thì chúng ta thấy đây là một điều mà chúng ta, bởi vì chúng ta cứ nghĩ ngay cái kiếp hiện tại của mình như thế này, giờ mình mong cầu nếu mà mình làm phước hay mình tu hành gì, bây giờ mình về một cõi nào đó mà hưởng hoài, không có cái chuyện buồn, không có cái chuyện chuyện gì đau khổ hết. Thì kính thưa quý vị, để đạt được một cái trạng thái mà không vui không cứ như là sướng hoài mà không có buồn, thì chúng ta đâu phải chúng ta chỉ làm phước có bao nhiêu thời gian, bao nhiêu coi như là vật chất như vậy là chúng ta cầu được đâu, không có đơn giản vậy. Mà chúng ta phải cái gì, phải chúng ta bố thí cúng dường thì sanh thiên. Và khi chúng ta tu tập á, tu thiền, nếu chúng ta tu thiền chỉ thì chúng ta chứng đắc thiền cũng sanh tử khổ đau nữa. Khi nào chúng ta tu tập thiền quán thì ngay khi đó thì chúng ta quán niệm để chúng ta thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các pháp, thì tựa thấy thấy được cái sự sanh sự diệt của cuộc đời này. Cuộc đời này là một dòng chảy của sanh diệt, một dòng chảy của vô thường, của não, vô ngã, mà biết bao nhiêu đời nay chúng ta đã trải qua. Trong hiện tại này cũng vô thường, khổ não, vô ngã, cái sự sanh diệt cách liên tục. Thì nếu như một hành động nào đó mà chúng ta không còn sanh tử khổ đau nữa, thì chắc chắn rằng sanh thiên thì nó ít, được cái điều kiện tốt thì nó ít, mà điều kiện xấu thì nó nhiều. Thì chúng ta biết một hành động đó của chúng ta mà nó không để là một cái quả thì là một điều quá hết sức tốt đẹp. Nhưng cuộc đời này đâu có phải đơn giản như vậy được. Không phải chúng ta nói bằng cái miệng, không phải chúng ta tu dài dài ba 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 tiếng hay dài ba ba ngày hay hoặc là dài ba một cái thời gian gì ở trong một thời gian nhất định rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm tròn cái trách nhiệm đâu, không có đâu. Và đó là một cái sự tích cực, có một sự tinh tấn và chúng ta mới thành tựu được. Cho nên cái hành động tốt mà nó không đang tạo ra quả thì có đáng buồn không? Cái điều này không, chẳng những không đáng buồn mà quá vui. Cái gì cũng vậy, chúng ta nếu một lực tác động hay một cái nhân khởi, nó không phải là cái nhân mà nó chỉ là một cái hiện tượng bình thường, nó như một hiện tượng bình thường trải qua, nó như thế thôi. Vì vậy cho nên nếu như đứng được cái nhìn, chúng ta
chúng ta tu thì chúng ta biết rằng làm sao tâm chúng ta không động không sợ, nó bị vui bị buồn là tốt rồi. Hỡi cuộc đời có vui có buồn cũng vậy, mà nếu như cái hành động của chúng ta mà nó đưa ra dầu cho kết quả tốt đi thì cũng là kết quả mà may sao kết quả nhân thiên. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta làm các cái việc thiện rồi được sinh tiên, rồi được sinh về cõi giới này nọ thì vân vân, thì nếu như vậy thì chúng ta cho rằng chúng ta hạnh phúc, nhưng nếu có đến một lúc đó thì nó cũng vô thường ở trong cõi đó, chúng ta phải nhớ như vậy. Và vì vậy cho nên chúng ta phải phải tu tập để chấm dứt sinh tử khổ đau. Thì lúc đó đó một hành động nó không vui, nó không úp, một cái hành động mà tạo ra một hành động tốt thì một hay một hành động tạo ra thì nó không làm cái gì cả. Cũng như bây giờ chúng ta biết chúng ta làm một cái hành động tốt, đó chính là một ý niệm tu tập thực hiện ba la mật, thì không cần thiết ai phải khen phải chê mình đó. Không cần thiết ai phải khen, làm phước tâm mình nghĩ nghĩ tưởng là đủ rồi, không cần ai phải khen cái chê. Đây là cái điều rất tuyệt vời. Người ta bà làm cái thầm lặng mà người ta thường nói, nó nói câu tôi không cần người biết, mình làm có trời biết đất biết. Cái câu này nó hay này. Có nghĩa là cái gì? Đó là ba la mật chứ. Có nghĩa rằng phước báo sẽ ba la mật sẽ tạo dựng sẽ tạo lập cho chúng ta. Thì đây chính là cái điều mà chẳng những không đáng buồn mà là quá là tốt đẹp. Và đây chính là cái câu thảo luận của chính con là vậy. Nếu có điều mà tục thì kính công đức hòa thượng Nam Mô Bổn Sư ạ. Thượng tọa Tư Quyền Quang Hỷ chia sẻ thêm cái kinh nghiệm đọc kinh điển của Thượng tọa. Khi mà chúng ta đọc ở trong kinh đó, có nhiều khi chúng ta thấy Đức Phật rất khó, có nhiều khi chúng ta thấy Đức Phật ngài làm việc này việc kia mà nó ngoài cái khả năng đánh giá của chúng ta, ngoài khả năng hiểu của chúng ta. Thì Thượng tọa có thấy là khi mà mình còn nhỏ, khi mới vào chùa mình đọc kinh có cảm nhận khác, và bây giờ càng lớn lên càng đi sâu vào kinh điển nhiều, thảo luận nhiều thì cái cảm nhận của chúng ta nó khác. Thượng tọa có thấy như vậy không? Xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trở lại. Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ kính chào toàn thể đại chúng. Dạ cái điều nó quá khác kính bạch Hòa Thượng, bởi vì sự thật ra mà nói, hồi xưa đó, nghe đọc mấy cái chuyện bổn sanh, hồi xưa thì thích đọc chuyện bổn sanh lắm. Đầu tiên nó nhỏ đó thì nghe đâu tin đó, nhưng lớn lớn lên chút xíu, ủa sao kỳ vậy, sao mà tự nhiên sao chuyện bổn sanh nó giống chuyện thần thoại quá. Rồi đi học một chút xíu rồi sau đó học về cái ngoại điển chút xíu thì cái cũng kỳ kỳ, ủa sao kỳ vậy. Thì cũng có một cái sự phân vân. Như điều mình tin nghĩa rằng Phật nói là chắc chắn phải đúng thôi, chứ làm sao mà không đúng được. Như điều cái đó là một cái lời giải chưa có sự suy nghĩ. Rồi vào sống trong một thời gian khi mà tiếp tục mà tu học đó, thì bắt đầu có cái sự tham gia trong cái việc mà thuyết giảng dạy, rồi ngay cả thảo luận như thế này, thì một ngày văn ôn võ luyện lại và cọ sát thực tế, và cũng là đa văn quảng kiến, phải tầm cầu phải hiểu biết được với những người mà người ta có một tri kiến như vậy, với những cái tin tức như vậy, thì chúng ta hay suy nghĩ bằng một cái trí tuệ của chính mình để xét quán về cái việc của Phật. Nhưng cái điều đó chúng ta quá ngu si. Trong một cái lời nói của chính ngài, nó hoàn bị, nó hoàn thiện đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, nó phù hợp quá khứ hiện tại vị lai. Cái chỗ này con thích nhất, cái chỗ là quá khứ hiện tại vị lai. Tại sao không sai với quá khứ, không đi khác với hiện tại, và không có gì mà không giống ở tương lai. Tương lai cũng như thế. Thì bây giờ chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ nói rằng con chim
con người có thể có cái sự tương thông nói chuyện với con chim hay là con chó. Chúng ta nghe như vậy chúng ta nói Phật, nó à, dụ như tới gặp cái ông bá hộ keo kiệt, cái Phật này cười nó, ta biết ngươi tại sao ngươi keo kiệt chi, vì ngươi sinh thành chó giữ nhà đó hay giữ của đó hả? Thì chúng ta nghe nghe cái là chúng ta chớ giới của sự kiện lại nhé. Nhưng đến khi bây giờ thì kính thưa quý vị, chính có những câu chuyện mà khoa học luôn á, mà báo chí cũng đăng, có những con chó nó có thể làm giao dịch với người bằng mọi những cái cảm, bằng những cái lời nói, bằng những cái âm thanh hay là bằng những cái hành động của chính nó. Thì cũng vậy, chúng ta biết á, đối với Đức Phật á, một vị xuất gia, chúng ta càng tu tập, nếu chúng ta càng học Phật pháp, chúng ta càng càng tu tập á, thì chúng ta mới thấy được cái lời dạy của chính Ngài nó thấm thía. Mà khi được như vậy thì chúng ta thấy rằng là phải nói rằng cái lời dạy của chính Ngài và cái hành trạng, đúng như cái hành trang đó, để chúng ta cái gì, chính Đức Phật Ngài đã cho mình hết, Ngài đã đưa mình hết, đó chính là những cái gì. Quả thật thì cũng như Đức Phật Ngài, Ngài nói chúng ta vì thương chúng sinh, đây đây chính là cái gì, cái ân đức, cái bi đức của chính Ngài. Thì một vị xuất gia cũng rất là nguy hiểm khi chúng ta không thật sự thấu suốt được về cái bi đức của chính Ngài đối với tất cả chúng sinh, và trong đó có chúng ta. Và đối với cái cả vị xuất gia cũng đôi khi cũng quên rằng những gì mà chúng ta đang có, những gì mà chúng ta đang đang thụ hưởng, đang có mặt ở đó là của Phật hết. Con thường nói chung hết luôn, nó dỗ cho hòa thượng thượng tọa các vị tôn túc có lớn lao gì cũng vậy, xin xin phép khép gốc một chút xíu, tức là chúng ta nói nhỏ tất cả là hưởng nhờ hương quả của Phật. Nhưng chúng ta khi chúng ta không hiểu được cái hương quả của Phật, không cảm nhận được chính là hương quả của Phật, chính là kết quả của Phật, thì quả thật thì ở đây có thể nói rằng là chúng ta sẽ khó bao giờ có thể cầm nắm được, mang theo được những cái gì, cái hành trang mà của Phật giao cho mình. Đó chính là người hiểu Phật, cảm cảm được cái lời dạy của Phật, đó chính là cái gì, cũng như chính là cái giá trị buông bỏ. Ví dụ như vậy đi, thì khi chúng ta thật sự buông bỏ, chúng ta không còn bị ái chấp nhiều, nhưng chúng ta vẫn còn tham, nhưng ít chúng ta ít nhất là mình cũng cũng cảm nhận ít hơn khi chúng ta chưa hiểu. Cũng như cái sự tập tu, một ngày từ từ tu, và chúng ta cứ tập bỏ. Thí dụ bây giờ chúng ta tu tập về từ tâm, hay tu tập về xả tâm, bi tâm, mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói, tôi cũng làm, tôi cũng hành động, tôi cũng suy nghĩ với từ tâm, với từ tâm, không nói không làm với sân tâm, và tôi sẽ không chấp thủ, mong rằng tâm tôi sẽ không chấp thủ. Và khi mình chấp thủ, mình biết mình chấp thủ là sai, thì đó cũng là một phần chúng ta biết dựa theo quay về trên cái lời dạy của chính Ngài. Rồi chúng ta sân, rồi chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, hay chúng ta có những cái sự phẫn uất, có những cái sự đột đột biến ở trong lòng chúng ta, nó suy nghĩ như thế này, suy nghĩ như thế nọ, thì chúng ta cũng nghĩ rằng à, chúng ta đã đi, đã bị phóng dật rồi, đã bị cái sự ngự trị của các pháp ác rồi. Chứ quý vị biết đó chính là một điều như thế. Và khi chúng ta tu tập được thì thật càng hiểu về Đức Phật, chúng ta mới càng kính Ngài, càng kính Ngài thì chúng ta mới biết rằng thật sự may mắn chúng ta được được nếm một cái hoặc được được sống trên mình, được sống mình trong ở trong cái biển pháp, được sống mình dưới cái lời dạy của chính Ngài. Bởi vì quý vị thường thường chúng ta nhớ một điều, chính vì chúng ta gặp Phật pháp, chúng ta mới khởi cái tâm, cái bi tâm, khởi cái từ tâm, cái bi tâm, với cái thiện tâm chúng ta làm việc, chúng ta làm các công đức. Chính vì có Phật cho nên Ngài mới chỉ được cái nhân quả cho chính ta. Và chúng ta biết năng làm lành mà chúng ta mới lánh điều dữ. Gặp được Phật
Bởi vì chính chúng ta mới có cái gì? Mới có được với sự tu tập thiền định. Hay gặp được Phật chúng ta mới biết chữ giới. Gặp được Phật chúng ta mới biết được cái sự buông bỏ. Gặp được Phật chúng ta mới thấy rằng cuộc sống nhẹ nhàng nhất, tức là phải biết những gì, là phải biết quay về với cái nội tại của mình, biết thương mình. Bởi vì cuộc sống này ngắn ngủi, với thời gian của kiếp nhân sinh, 60 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời chỉ là một phút chốc đi qua. Và vì vậy cho nên chúng ta cảm nhận là những lời dạy của chính Ngài qua từng can kinh, qua từng những cái lời dạy, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này đã làm cho đời, mang vào cho đời đầy đủ tất cả. Ngài mang những cái hành trang, những dụng cụ để xử lý cho chính Ngài, làm cho đời được tốt. Chính là bi đức, trí đức và thần đức của chính Ngài đã đưa cho đời một cách đầy đủ. Bây giờ chỉ có đời có làm được, chúng ta có cảm niệm hành trang của chính Ngài được hay không, đó là do chính chúng ta. Chứ còn quả thật thì trên cái sự tu tập, đòi hỏi mọi con người cũng có một cái có tính tự giác, có một cái sự hiểu biết riêng riêng. Ngay cả vị xuất gia cũng không cảm nhận được cái chuyện chi mà là một người bình thường. Mà đó chính là một vị đó không có hiếu tu, không có mến tu, không có thật tu, thì chắc chắn rằng vị ấy sẽ khó có thể cảm nhận được, không thể nhìn và hiểu và cảm được cái lời dạy của Phật cũng như là cái hành trang của chính Ngài. Dạ, thì kính bạch hòa thượng, đây chính là những cái ý nghĩa của con là vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung kính hòa thượng. Sa thú, kính trân thưa tọa thượng quyền với câu trả lời vừa rồi. Xin thỉnh thưa tọa trả lời một câu nữa và sau đó thì sẽ đúc kết chương trình hôm nay. Thưa tọa thượng quyền, khi mà chúng ta đề cập đến tâm của chư vị A-la-hán, thì chúng ta thấy rằng mặc dù các ngài không có còn tạo những cái quả phúc nhân thiên, nhưng mà như Đức Phật ấy, thì Ngài bỏ rất nhiều công sức để xây dựng ngôi nhà giáo pháp, để hướng dẫn chúng sinh, để mang lại lợi lạc cho đời. Thì nếu có một Phật tử hỏi thì tôi tự nguyện rằng tại sao các ngài không còn tạo nhân quả trong ba cõi nữa mà các ngài phải tích cực làm những việc đó, thì lý do gì? Xin thì tôi chỉ cho một lời giải về điểm này. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, dạ, kính chào đại chúng. Quả thật thì cái việc làm của Đức Phật và các Bậc Thánh không có cái hậu, không có gây lại, không có để lại cái quả cho mình cái gì cả. Nhưng điều mà chúng ta như đã nói đó, ở trên cái bi tâm của các ngài, cái bi tâm nó chuyển và nó tải tải lớn để cho đời cũng vơi khổ cho những con người ít bụi trần, cho những con người cầu và hiểu được cái nhân quả, cầu và hiểu được cái sự tu tập. Bây giờ không nói đi về, không nói về tinh thần của Đức Phật, mà chúng ta chỉ nói trên một tinh thần của các vị cao đồ, các vị tôn túc thôi. Các ngài đã lớn tuổi, các ngài đã bệnh hoạn mệt mỏi, nhưng các ngài cũng vẫn có những cái gương thân giáo, có những cái lời chỉ dạy cho những người đệ tử, để mục đích làm gì? Mục đích làm cho Phật pháp được hưng thịnh, để chúng sinh được lợi lạc. Lẽ ra các vị đó cần phải có một cái thời gian nghỉ ngơi, nhưng bởi vì các vị đó biết rằng
cái thời gian của các vị không còn thì thôi, để lại được bao nhiêu thì để, có nhiều lắm quý vị. Còn đối với các vị A-la-hán, khi tuy các ngài không còn tạo cái nhân, tạo cái nhân thiện, bởi vì tâm của các vị đã, tức là tâm tâm tố mà phi thiện phi bất thiện, thì trên cái tinh thần này, cái hành trạng của các ngài nó rất là khác biệt hơn tất cả chúng ta. Và trong cuộc đời này chúng ta nhớ, có những con người thi ân mà không có cần cầu báo. Người ta mang tới lợi lạc cho mình, người ta không cần báo. Có người bình thường đó, chứ đừng nói chi là thấp. Thì chúng ta thấy cũng có điều đặc biệt. Thì đối với các bậc thánh thì nó lại là một điều đặc biệt hơn. Tức là không cần phải cầu, không cần phải kết quả. Bởi vì các ngài hiểu rõ, cái kết quả đó chính là đau khổ. Cái kết quả đó chính là tiếp tục và tái sanh, tiếp tục coi như là phải khổ đau sanh tử nữa. Đây là một chuyện. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai nữa. Các ngài muốn chúng ta cũng như như các ngài. Nếu như chúng ta đi theo con đường của các ngài, và đặc biệt tức là Đức Phật ngài muốn chúng ta đi trên dấu chân, đi trên con đường ngài đã đi qua. Đây là một cái hành trạng của chính ngài, và cái tâm từ bi của chính ngài rất là tốt đẹp. Và có thể nói rằng cái tinh thần đó, chúng ta biết có những con người vào đời phục vụ vô tư. Chúng ta tạm mượn cái chữ vô tư thì đúng như vậy đó. Các vị A-la-hán đúng là vô tư, không có tư hành động để tạo lại cái quả dị thục, mà chỉ làm bằng một cái bi tâm. Làm bằng một cái bi tâm, thấy chúng sinh đau khổ, thấy chúng sinh còn khổ đau. Mà chúng ta biết là một tướng cướp, là một gái, là một cái người gái giang hồ, là một cái người nghèo khổ, là một vị vua chúa, là một người cao thật là cao, thấp thật là thấp, bé thật là bé, ở trong cái cuộc đời, vị trí của cuộc đời, nếu như hữu duyên mà người đó có duyên lành, có thể buông bỏ, có duyên lành có thể thành tựu được, chứng đắc được, thì chính Đức Phật ngài ngài quả độ. Và cũng trong cuộc đời này chúng ta cũng nên nhớ, có những con người nó hữu duyên với chính mình thì thôi cũng nên, nếu chúng ta không được như các bậc thánh thôi thì cũng nên giữ gìn, cũng nên bảo vệ một cái thành quả đó. Với chỉ con người có duyên với mình mà chúng ta gọi ý như gọi là tri kỷ đó, thì chúng ta cũng nên biết bảo vệ. Và trên tinh thần của các vị thánh A-la-hán và chính tinh thần Đức Phật đó, tất cả chúng sinh trong mắt của ngài nó không có cái sự phân biệt, và các ngài luôn luôn muốn chúng sinh không còn đau khổ. Nhưng cái điều đó rất các ngài muốn để chuyển hóa cho chính mình, chứ không phải là như một tinh thần. Như kinh điển Đại Thừa cho rằng là tưởng đó là cũng như là khi nào mà như Đức Phật cũng như Địa Tạng cũng như là nói rằng cho Phật Địa Tạng, khi nào mà ta cứu hết chúng sinh ở địa ngục, chúng ta mới thành Phật, mới niết bàn, thì cái chuyện đó là cái chuyện là nói như phim như thôi. Chứ còn làm sao mà tất cả chúng sinh mà là cho hết hết tận chúng sinh được. Cái tâm thí dụ như nó đọc cái câu chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, nói câu nghe bằng cái tâm hãy hà như vậy, những điều mình tự độ mình nên là còn khó, đừng nói chuyện mà độ ai. Và chính mình tự độ mình xong rồi mình độ cho người, mình giúp cho người, thì cũng vậy, cái tinh thần đó là một cái điều mà làm vô tư lự, làm mà không có có một cái người ta trả công trả quả gì cho mình cả, thì đó mới là một cái điều đặc biệt ở trong cuộc đời. Cho nên mới gọi là thánh, cho nên mới gọi là Phật. Tại như vậy, làm mà không cần người ta phải cảm ơn, làm mà không cần phải hưởng quả nhân thiên tích cực gì cả,
Và bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà còn quả nhân thiên thì còn sanh tử khổ đau. Hỡi tâm thiện khởi sanh thì quả thiện, tâm bất thiện khởi sanh là chắc chắn quả bất thiện, mà tâm thiện khởi sanh cũng chắc chắn có quả thiện. Cho nên các ngài không có quả phúc nhân thiên, nhưng việc làm là vẫn làm. À, bây giờ ví dụ như một người tỷ phú, khi người ta có một số tiền quá lớn, ngàn ngàn tỷ luôn, nhưng nói rằng người ta tham để người ta tìm tiền, có phải không? Không phải, lúc đó còn gì nữa mà tham. Nhưng trên một quy trình, một vận hành, một cái vận hành của công ty, hay là của một cái xưởng của chính họ, nó đi theo một quy trình, cứ đi mãi vậy, và nó có thể đổi thay tích cực hơn, đâu phải nhiều tiền, rồi không sản sinh ra tiền thì dừng lại đâu. Thì cũng vậy, đối với tâm của các vị thánh, đối với các ngài, thì các ngài đã diệt tận, các ngài đã hoàn thiện về nhân quả, các ngài hoàn thiện về thiện ác. Nhưng cái quy trình, một cái quy luật sống đó, hay là một cái vào đời của chính các ngài, nó cũng không có gì gọi là thay đổi khác đối với cuộc đời. Thì các ngài cũng hít thở, các ngài cũng sinh sống, các ngài cũng có sự giao tiếp, nhưng tâm của ngài không bị dao động. Đó là sự thật. Chứ phải thành thánh rồi cái không ở với con người. Chính Đức Phật ngài độ đời mà. Các vị thánh, các ngài còn đi khất thực để hoặc ngài đi thuyết, hoặc là ai cần ngài thuyết giảng, ngài cũng nói ra để cho người ta hiểu. Đây chính là một cái là hòa chung trong cái ở trong cái cõi giới hữu tình này, mà chính là cái cõi người này. Thì các ngài cũng là một con người, cái tinh thần vật lý của các ngài vẫn như tất cả chúng ta, nó cũng có cái sự ăn, rồi có cái sự bài tiết như chính chúng ta, nhưng trong cái sử dụng của các ngài nó khác chúng ta, là tâm của các ngài nó không có có bị cái ái nhiễm, nó không có cái bị cái vừa lòng cái không vừa lòng như chính chúng ta, mà các ngài thì rất là nhẹ nhàng. Và vì vậy cho nên chính một chính một cái một không có sự trói buộc như vậy, không có sự cột trói như vậy, thì các ngài, kính thưa quý vị, các ngài dễ dàng vượt qua tất cả mọi cái bức tường, một cái rào cản, nó rất là đặc biệt hơn chính chúng ta. Chúng ta làm phải có công mới có quả, chúng ta làm phải có được như thế này, được như thế kia. Nhưng với các ngài thì các ngài làm bằng một vì cái tâm đại bi mà không có quả gì cả. Mà sự thật cũng như bây giờ chúng ta thấy, chúng ta vô tình thôi hay là hữu tình gì đó mà chúng ta cúng dường, mà ở đó vị đó chính là vị thánh, vị đó chính là Phật. Mà ngày xưa quý vị Phật độc giác thôi, hay là các vị thánh thanh văn thôi, ngay cả những người có giới đức trong sạch đó, những người chứng thiền mà chúng ta cúng dường, chúng ta cũng phước lớn, chứ đừng nói chi là các vị thánh. Thì chúng ta biết mình nội với các ngài, cái sự hữu của các ngài nó là một lợi lạc cho chính chúng ta. Thì cái sự hiện hữu của các ngài nó bình thường đó, nhưng nó lợi lạc cho tất cả. Cho nên đây chính là một cái giá trị tích cực trong hành trạng của chính ngài. Nếu chúng ta coi phim Tới Điên, chúng ta mới thấy cứ giúp ta đi, người sẽ được. Cái tinh thần hay trong cuộc đời này đó, mà trong cái chuyện, những cái chuyện cổ tích đó, cứ giúp cho cái người nghèo khổ, cứ giúp cho những cái người khổ đau đi, thì quả nó cũng sẽ tới. Thế đây chính là một giá trị chỉ dạy cho con người biết biết chia sẻ, biết khởi lên bi tâm, động tâm trước cái khổ của người, của vật. Nó chỉ bao nhiêu đó thôi, chứ đừng nói chi các ngài. Đối với các bậc thánh, các ngài hiểu được chúng ta thiếu phước vô cùng. Cho nên các ngài quan tâm chăm sóc
Chúng ta nhớ như một lần Đức Phật á, muốn tế độ cho hai vợ chồng mà ông Bà La Môn mà cái tích người manh khố che thân cũng vừa quả sanh nhãn tiền á. Đó, chúng ta thấy cái manh khố che thân thôi, nhưng điều mà Đức Phật đã biết cái tâm của người này tốt. Cho nên dầu cho vua chúa quan nguyện gì để cúng dường cho ngài, ngài không, ngài muốn nhận cái sự cúng dường đó của hai Bà La Môn này. Ở trong cuộc đời này phải nói chúng ta may mắn, chúng ta mới được khởi lên cái tâm thiện tâm để chúng ta làm các công đức. Chứ còn thường thì chúng ta làm bằng cái tâm hữu trợ hay là bằng cái tâm vô trợ, nhưng cái tâm vô trợ đó mà chúng ta hướng tâm tới tới cái quả, thì dầu cho là vô trợ hữu trợ, hợp trí hay không hợp trí gì, nhưng thiện tâm khởi lên là chúng ta quá tốt đẹp rồi. Đối với các vị thánh mà có mặt, chúng ta chỉ có cái tâm cung kính thôi, chúng ta cũng phước báo vô lượng công đức, và chúng ta đảnh lễ các ngài, và chúng ta cúng dường được thì còn nói gì nữa. Và chúng ta được các ngài giảng thuyết cho chúng ta nghe, thì chắc chắn rằng nếu như chúng ta có duyên với các vị đó thì cho chúng ta dễ dàng cảm nhận hơn. Chúng ta thấy đi, đây là một cái chuyện thật mà đối với người mà tu có cái tâm thật, chúng ta gần chúng ta dễ chịu lắm. Có một kiến văn, có một cái hiểu biết về Phật pháp, chúng ta gần chúng ta rất là dễ chịu hơn là một sư một thầy mà ở đó mà chỉ là hiểu bái sám, rồi chỉ là hiểu tức là tu hướng tâm về cúng kiến thờ phượng hết chuyện. Nhưng ở đó vì đó có thể chia sẻ cho ta, nhắc cho ta biết cách phước, biết cách nghe pháp, biết cách tu, biết cách chuyển hóa trong cuộc đời mình. Mình nói như vậy cho mình không dám chơi thầy sư nào hết, nhưng điều mà đại khái là nếu như ai chỉ cho mình bằng một cái lý tu thì mình rất là lần thay. Thì cũng vậy, chứ đừng có nói chi mà chúng ta gần được, chúng ta hiểu được, mà chúng ta thấy được một cái sự mát mẻ, một cái sự từ bi, một cái sự ban rải, một cái sự chấp nhận, một cái mỗi chiếc con người thôi. Chúng ta thấy cái người đó một có một cái tâm, có cái tâm xả, có cái tâm từ, có cái tâm bi, có cái tâm buông xả, không có chấp thủ, không có giận hờn nhiều, là chúng ta thấy chúng ta rất là thích gần. Và các bậc thánh, các ngài biết được nếu như chúng ta được gần đối với các ngài mà được cúng dường, được lễ bái thì chúng ta được nhiều cái phúc lạc. Chính vì các ngài biết như vậy cho nên hành trạng các ngài giàu cho có như thế nào thì các ngài cũng khởi lên cái bi tâm sẽ hoằng hóa độ sanh cho tới phút cuối cùng ở trong cuộc đời là như vậy. Còn có thể nói rằng tâm của người phàm chúng ta không thể nói với các bậc thánh được, mình suy nghĩ chưa tới. Cho nên vì vậy mình cứ nghĩ rằng mình muốn thí dụ giờ mình xong, nếu mình chứng đạo chứng quả xong cái ngồi mình an yên nghe, nhưng không phải như vậy. Mà đối với một sứ mệnh như chúng ta thấy Đức Phật này rất là đặc biệt không? Bởi vì sao? Buổi sáng thì ngài đi trì mình có thực ha, rồi xong rồi buổi trưa rồi xong bắt đầu ngày bắt đầu thuyết pháp cho thính chúng, rồi buổi tối bắt đầu ngày giáo giới các thầy tỷ kheo, rồi buổi khuya trả lời cho chư thiên. Thì có thể nói rằng là suốt cả cái ngày đêm đối với Đức Phật đều là ban rải đến cho chúng sinh những cái điều phúc lành tốt đẹp hết. Bởi vì cho nên mới gọi là đại bi mà. Maha Karunika, đại bi mà. Còn các vị thánh cũng là tâm đại bi luôn nha quý vị. Và tâm đại bi này chúng ta nhớ cái chữ bi này, cái đại bi này, cái sự thương xót mà vì là gây tạo một cái điều kiện, chứ không phải gây cái nhân cho chúng sinh, tạo một điều kiện để chúng sinh gây cái nhân thiện tốt, chứ các ngài không có gây nhân thiện. Và các ngài luôn luôn là coi như là tạo một cái con đường, tạo cho mình một con đường đi, giúp cho mình một cái ý niệm sống, giúp cho mình biết buông bỏ, giúp cho mình biết giảm bớt cái sự kiêu mạn,
biết bố thí, biết đảnh lễ, biết cúng dường, biết tôn trọng, biết được nhân quả. Cái điều này là thật, đối với các vị thánh, tâm của Ngài nó đại bi lắm. Và chúng ta thấy, bởi vì cho nên nó trong kinh gọi là văn kinh chia tân năng lô kê của chia tân quý tân của tất tân năng tham tân năng sa ca tân năng, các báu vật trong thế gian không có gì mà sánh bằng với tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các báu vật có thể tìm được, nhưng ba ngôi báu này không thể tìm được bằng tiền, bằng của. Báu vật đó có tiền chúng ta mua báu vật được, nhưng ba cái ngôi bảo này có tiền mua không được. Mà ba ngôi bảo này phải có những cái thiện tâm, phải có những cái tâm cầu và tâm thiện thì chúng ta mới làm được. Chứ còn nếu như trường hợp mà không có tâm mà chúng ta nghĩ rằng có tiền thì sẽ làm được tất cả, không. Ở đây trong tinh thần của Phật pháp cũng vậy. Ở trong một câu nhà của Phật pháp đó, nó chuyển tải và bao trùm tất cả vô số con người, vô số hạng chủng, cao hạ trung, mới cũ, sang hèn, nghèo giàu, chức tước, vua chúa quyền quý cao sang gì, nhưng vào dòng chảy của Phật pháp thì bình đẳng như nhau. Chúng sinh thiện ác rõ ràng, người trí tuệ thì được Phật nói rằng ai thân lành, khẩu lành, ý lành, ta nói người đó là người tốt. Nếu ai ý niệm ác, thân ác, khẩu ác, ý ác thì dầu cho đẳng cấp có cao sang quyền quý, người đó cũng vẫn là người ác. Người đó nếu như thân khẩu lành, khẩu lành, ý lành thì người đó là hạnh lành và tánh hạnh cao cả, dùng nhũ quý. Còn nếu như người nào thân ác, ý ác, khẩu ác thì dầu cho là vua, dầu cho là xuất thân từ vua chúa, xuất thân từ quan quyền, cháu chúa gì, người đó là người ác, người đó là giai cấp tệ hại, sở hành hành động hết sức tệ hại. Thì chúng ta thấy ở trên cuộc đời, chính chúng ta thấy có các vị, có Phật cùng chư thánh hiền ở nhân thiên này thì an lành. Mà trong pháp quốc kinh dạy chúng ta nhớ là mặt đây và núi rừng kia, cùng thung lũng nọ lối về non cao, bậc thánh trú nơi nào, dân cư chúng ấy siết bao an lành. Thế đây sự xuất hiện của Ngài tuy là không có tạo phúc tạo quả gì cho các ngài, nhưng để lại cái sự an lành hết sức cho nhiều cho người. Thì tại sao mà các ngài không mang tới cái sự an lành cho người? À đây chúng ta mới thấy rằng rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt. Cho nên cái hành trạng của các ngài một cách liên tục, cho đến khi nào mà các ngài vô sanh, tức các ngài mà coi như vô dư ý niết bàn, tức là cuối cái ngày niết bàn, các ngày coi như là tạm biệt, chúng ta gọi là vĩnh biệt luôn, tức là không bao giờ thấy lại được, vĩnh viễn không bao giờ lưu lại, trở lại ở cõi giới này, ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc này bao giờ nữa. Thì kính bạch hòa thượng, con hiểu ý hòa thượng muốn con thảo luận câu hỏi này để vừa với cái thời gian, và giờ này con kính cung thỉnh hòa lại hòa thượng quay trở lại để đúc kết chương trình và kết thúc và cũng các phương thành của thượng tâm mô của ta nhé. Sa thủ kinh trình từ tôi tuyên quyền với ba câu thủ lực vừa rồi. Thưa quý vị, chúng tôi muốn tiếp theo lời của thượng tôi tuyên quyền để nói về hai cái từ thọ nghe thì gần giống nhau nhưng mà nó lại khác nhau. Đó là noi gương các bậc thánh và bắt chước các bậc thánh. Mặc dù mới nghe thì dễ giống nhau nhưng mà noi gương hành động trước. Thí dụ như là Ngài Ca Diếp, cho dù Ngài đã chứng thánh quả rồi, Ngài vẫn tiếp tục tu Độ Đà, là một phương pháp tương đối là khắc kỷ để làm gương cho hậu thế. Chúng ta tu theo Ngài là đúng. Nhưng mà nếu chúng ta bắt chước Ngài, thí dụ những cách Ngài nói, cách Ngài quở Tu Nha Ananda, và chúng ta bắt chước như vậy đó, thì chúng ta cũng la rầy người khác như là Ngài la rầy đó, thì cái đó có vấn đề. Khi mà chúng tôi còn nhỏ ở gần sư trưởng thì sư trưởng có hay nói là mình không phải là Tây Thi, đừng bắt chước Tây Thi nhân mặt. Tức là người ta nói Tây Thi rất là đẹp, khi mà Tây Thi đau bụng nhân mặt thì nó lại đẹp hơn.
Nhưng mà có người khác đó, họ nghe nói Tây Thi nhân mặt rất đẹp thì cũng bắt chước cái gì nhân mặt, thành ra người ta nói xấu quá. Thì chúng ta không phải là thánh, với nhiều cái chúng ta không không nên bắt chước bậc thánh. Cái bắt chước ở đây tức là mình không hiểu cái mục đích chính của sự tu tập của chúng ta là gì, là đoạn tận phiền não. Chúng ta tu thì đi theo cái hạnh của các ngài, nhưng mà đừng bao giờ bắt chước các ngài. Đồng thời chúng ta cũng có một ý nghĩa ở đây cũng cần đề cập đến là Phật giáo Bắc truyền thì có cái hiện tượng gọi là Bồ Tát nghịch hành. Thế dụ như hành trạng rất là kỳ quặc của ngài Tế Điên Tăng, hay hoặc giả là thiền sư Nam Tuyền chẳng hạn, Nam Tuyền giết mèo, Nam Tuyền trảm yêu đó, thì những điều đó không có trong Phật giáo Nam Truyền. Tuy nhiên một số các vị thánh A La Hán ở trong kinh Tạng Pali đó, thì thỉnh thoảng các ngài còn dư sót một điều gọi là tiên khiên tật, điều này không có ở Đức Phật. Ví dụ như là có một vị A La Hán khi ngài nói cái gì đó thì ngài hay nói bằng cái giọng của kẻ cả, của người cao với người thấp, nó không nghe không được khiêm tốn. Thì các vị khác được than phiền thì Đức Phật dạy rằng bởi vì vị đó rất là nhiều nhiều đời là sống sanh làm người, sống ở trong một cái gia tộc lớn, là một người trưởng tộc, người lớn, tại khi nói chuyện thì luôn luôn dùng cái cách nói của một người lớn, một người có quyền, nó tạo thành thói quen. Thì những trường hợp đó chúng ta nghe nói như vậy, mình nói là các vị A-la-hán nói chuyện còn như vậy, huống chi là mình được Phật chứ. Chúng ta không phải là A-la-hán và chúng ta không hư đương các ngài, nhưng mà chúng ta cũng phải noi gương một cách nào gọi là thích hợp. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật pháp Buddhadharma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Tứ Ứng Bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Tịnh. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, đêm an lành. Và xin nhắc quý vị là COVID đang lây lan rất mạnh trở lại ở tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị đang ở tại Hoa Kỳ thì cố gắng chú ý theo dõi, và những county nào ở nơi nào mà người ta khuyên chúng ta nên mang khẩu trang thì cố gắng giữ mang khẩu trang và bớt đi đến chỗ đông người, bởi vì ngày nay đó, vấn đề giãn cách xã hội không còn tốt như lúc trước, rất dễ dàng để chúng ta bị nhiễm COVID. Cho dù mình đã chích ngừa rồi 4 mũi cũng vậy, cũng cẩn thận là tốt. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có trước máy không? Thanh Thủy ơi, dạ con đi ân sư, vậy là Thanh Thủy trước máy rồi. Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt. Sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong room thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn giảng dạy cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con nghe hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp.